Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 67. Dừng tay. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo, một đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Hai mắt Dương Diệp híp lại, khép ngón tay trái lại. Một cây châm dài màu vàng đã xuất hiện ở giữa hai ngón tay. Nhìn thấy cây châm này, Dương Diệp thầm rùng mình, bởi vì hắn thiếu chút nữa đã không giữ được, hơn nữa hắn phát hiện, lực lượng của kim châm vẫn còn, nếu như mình thả lỏng đầu ngón tay, cây kim châm này có thể bắn về phía hắn. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng cùng năm lão già xuất hiện. Người thanh niên chừng 20 tuổi, nhìn tuần tú bất phàm, dáng vẻ có phần tương tự với Lý Thanh Y. Chỉ có điều mặt hắn trắng bệch, căn bản không giống như là mặt của người bình thường. Ở trên tay phải của hắn còn đeo một đôi găng tay bằng da màu đen, mà ở trên găng tay có 10 cây kim châm. Sau lưng người thanh niên là năm lão già, bọn họ đều là cường giả cảnh giới hoàng giải. Thế nào, nhân loại, các ngươi muốn ra tay với yêu tộc ta sao? Linh Viên Vương nhìn lướt qua đám người thanh niên mặc áo bào màu trắng, trong mắt có vẻ châm chọc. Nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay. Người nhìn về phía Linh Viên Vương. Nói chuyện này là do Thiên Cương Thành ta không đúng, đợi lát nữa Thiên Cương Thành ta nhất định sẽ cho Viên Vương một câu trả lời. Tốt nhất là như vậy, nếu không, sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn Thiên Cương Thành nữa. Linh Viên Vương nói. Nam tử áo bào màu trắng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Vị huynh đài này có thể thả muội muội ta ra trước không? Ngươi là Lý Mậu Trinh. Lúc này... Phạm Mộng đột nhiên chỉ vào nam tử áo bào màu trắng, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lý Mậu Trinh. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Phạm Ly đứng bên cạnh Dương Diệp giải thích. Lý Mậu Trinh là thiên tài yêu nghiệt nhất trong phạm vi 30 vạn dặm quanh đây. Bởi vì hắn là người đầu tiên chỉ 20 tuổi đã bước vào cảnh giới hoàng giả. Quan trọng nhất là hắn còn nhận được thư thông báo trúng tuyển từ Thư viện Vân Hải. Thư viện Vân Hải là thế lực cấp bạch kim, hoàn toàn không yếu hơn cổ kiếm trai yếu. Yêu cầu nhận người của bọn họ chỉ hơn chứ không kém cổ kiếm cha. Cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp liếc nhìn Lý Mậu Trinh, nói. Bây giờ hắn là cảnh giới tôn giả hạ phẩm, hơn nữa cảnh giới rất không ổn định, sẽ lập tức rơi xuống đến cảnh giới linh giả. Huynh đài thật tinh mắt. Lý Mậu Trinh ho khan vài tiếng, sau đó nói. Ta không biết Thanh Y rốt cuộc làm gì đắc tội huynh đài, tuy nhiên vẫn mong huynh đài thả Thanh Y ra, chuyện nàng làm. Ta bằng lòng tới gánh chịu trách nhiệm. Ca. Lý Thanh Y ngân ngấn nước mắt, đang muốn nói gì, Lý Mậu Trinh lại khẽ lắc đầu, nói. Thanh Y, ta biết muội cùng đám người Lâm trưởng lão muốn cứu ta, nhưng các ngươi làm như thế chỉ mang đến tai họa lớn cho Thiên Cương Thành thôi. Muội lấy hầu nhi tử ra trả cho Viên Vương đi. Không. Ánh mắt Lý Thanh Y đột nhiên trở nên kiên định. Ca, chỉ cần độc tố bên trong cơ thể ca được hóa giải, chỉ cần ca khôi phục thực lực. Ca có thể bước vào Thư viện Vân Hải, chỉ cần ca bước vào Thư viện Vân Hải, cho dù là yêu soái cũng không dám làm gì ca. Lúc này, một lão già phía sau Lý Mậu Tanh cũng nói. Thiếu gia, tiểu thư nói rất đúng, chỉ cần thiếu gia không chết, cho dù hôm nay Thiên Cương Thành ta bị diệt, sau này cũng có úp quật khởi. Mặc dù Viên Vương là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng lấy thực lực của 5 người chúng ta, hoàn toàn không cần sợ. Hắn! Phải vậy không? Linh Viên Vương cười lạnh, khóe miệng cong lên đầy vẻ khinh thường. Lý Mậu Trinh lắc đầu, nói. Hy sinh các ngươi để thiên phú của ta khôi phục, cả đời này ta cũng sẽ không yên tâm, tâm không yên, sao tìm được đạo. Còn nữa, ở trong mắt ta, thiên phú cùng tiền đồ của mình còn xa mới quan trọng được bằng các ngươi. Thanh Y, muội cũng biết ta đã quyết định chuyện gì thì không người nào có thể thay đổi được. Giao hầu nhi tử ra. Ca, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Lý Thanh Y đau khổ nhắm hai mắt lại. Nếu như các ngươi đều chết hết, ta sống có ý nghĩa gì? Lý Mậu Trinh lắc đầu nói. Lý Thanh Y im lặng rất lâu, cuối cùng nàng lật cổ tay, một vò ngọc màu trắng lớn bằng quả dưa hấu xuất hiện ở trong tay nàng. Sau khi vò ngọc này xuất hiện, một mùi thơm ngát tràn ngập ra, mọi người chỉ vừa ngửi thấy đã cảm giác tinh thần sảng khoái. Đặc biệt là Dương Diệp, trong mắt hắn càng nóng hơn. Nếu như uống một vò hầu nhi tử này, hắn có lòng tin mình sẽ lập tức bước vào cảnh giới tôn giả, cơ thể đồng thời khôi phục, có lẽ còn có thể làm cho cơ thể tiến thêm một bước, đạt được cấp bậc yêu thú hoàng cấp. Thành thật mà nói,
hắn thiếu chút nữa đã ra tay cướp. Lúc này Lý Thanh Y vẫn bị hắn khống chế, hắn có lòng tin chỉ cần hắn ra tay cướp, nhất định có thể cướp được. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ qua, bởi vì sau khi cướp rồi, Phạm Mộng phải làm thế nào? Nếu như hắn trả giá một chút, vẫn có cơ hội rất lớn để chạy thoát, nhưng Phạm Mộng chắc chắn không chạy thoát được. Linh Viên Vương vẫy tay một cái, hầu nhi tử lập tức rơi vào trong tay hắn. Nhìn cái vỏ trong tay, vẻ mặt Linh Viên Vương thả lỏng. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Y, trong mắt có sát ý. Nhân loại, người tự nhiên nhân lúc ta hôn mê tới trộm hầu nhi tử do ta tự tay chế riêng, nếu để cho ngươi sống sót trở lại, vậy còn gì mặt mũi của Linh Viên Vương ta nữa? Nói xong, Linh Viên Vương lại muốn ra tay. Mà lúc này, Lý Mậu Trinh cùng năm lão già chắn ở trước mặt Lý Thanh Y, Lý Mậu Trinh nói. Viên Vương, chuyện này đúng là Thiên Cương Thành ta không đúng. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Linh Viên Vương. Bên trong có 5.000 đá năng lượng siêu phẩm, một viên nội đan yêu thú hoàng cấp, một chút lễ mọn, vẫn mong Viên Vương vui lòng nhận cho. Nếu như ta không nhận, sát ý trong mắt Linh Viên Vương không giảm, bị một nhân loại trộm đi hầu nhi tử, hơn nữa còn là một nhân loại cảnh giới tôn giả, nếu như chuyện này truyền đi, mặt mũi hắn để ở đâu? Lý Mậu Trinh nói, vậy mọi người sẽ ngọc đá đều nát. Ngươi uy hiếp ta à? Sát ý trong mắt Linh Viên Vương càng mạnh hơn. Lý Mậu Trinh nói, chúng ta có thể không giết được Viên Vương ngươi, nhưng muốn tổn thương nặng nề Đoạn Thiên Sơn mạch mà ngươi bảo vệ thì vẫn là có thể làm được. Viên Vương chắc hẳn cũng hiểu rõ, nếu như ngươi bị thương nặng, không biết có bao nhiêu cường giả nhân loại cùng cường giả yêu tộc sẽ tìm đến ngươi, khi đó, ha ha. Linh Viên Vương nhìn chằm chằm Lý Mậu Trinh, một lát, hắn nói. Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn xoay người dẫn theo lũ yêu thú rời đi. Nhìn theo bóng lưng Linh Viên Vương, Dương Diệp dường như suy nghĩ tới điều gì. Linh Viên Vương dẫn theo lũ yêu thú đi rồi, Lý Mậu Trinh xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Bây giờ huynh đài có thể thả Thanh Y ra được chưa? 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp nói. Ngươi tính là gì chứ? Một lão già phía sau Lý Mậu Trinh nổi giận mắng. Bàn tay Dương Diệp giữ cổ Lý Thanh Y và hơi dùng sức, lại nhấc cả người Lý Thanh Y lên, hắn nhìn đám người Lý Mậu Trinh. Nữ nhân này đã nhiều lần hại ta suýt chết, lúc trước còn lợi dụng ta, uy hiếp ta, hì hì, nếu thả nàng ra như vậy, không phải quá lợi cho nàng sao? Thành thật mà nói, nếu như không phải sợ gây phiền toái cho Phạm gia, hắn đã sớm hái đi cái đầu của nữ nhân này rồi. Ngươi dám? Lão già kia giận dữ. Khóe miệng Dương Diệp cong lên đầy vẻ hung ác. Ngươi muốn thử sao? Lão già đang muốn nói, Lý Mậu Trinh đã ngăn cản, sau đó vung tay phải lên. Một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn không khách sáo, cầm lấy nhẫn chứa đồ, sau đó lấy ra đá năng lượng siêu phẩm bên trong ra và bắt đầu ăn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng của Lý Mậu Trinh cùng năm lão già phía sau hắn khẽ giật. Rõ ràng, bọn họ không ngờ Dương Diệp tự nhiên cầm đá năng lượng siêu phẩm ra ăn. Chúng ta đã đưa đá năng lượng siêu phẩm cho ngươi, ngươi có phải nên thả tiểu thư nhà chúng ta ra không? Lão già kia trầm giọng nói, ở sâu trong đôi mắt hắn có sát ý hiện lên. Ngươi cho rằng ta là kẻ đần độn sao? Dương Diệp nói. Bây giờ thả nàng, sau đó các ngươi xong lên à? Vậy ngươi muốn thế nào? Lão già âm trầm nói. Chờ ta một khắc. Nói xong, Dương Diệp tiếp tục cầm đá năng lượng siêu phẩm bỏ vào trong miệng mình. Huynh đài tuổi còn trẻ nhưng thực lực dường như không tầm thường, ta nghĩ chắc phải rất nổi danh mới phải, nhưng ta chưa từng gặp qua huynh đài, lẽ nào huynh đài từ thế giới bên ngoài tới? Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn Lý Mậu Trinh, nói. Thực lực cùng thiên phú của ngươi thật sự không tệ, đáng tiếc là mạng ngươi không dài vậy. Nếu là trước đây, ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Dù sao nhìn ngươi vẫn tương đối thuận mắt, nhưng bây giờ bản thân ta cũng khó bảo toàn. Cho nên, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thôi. Hắn không nói dối, nếu ta trước đây, có hồng mông tử khí, muốn giúp đối phương loại bỏ chút độc tố này thì căn bản không có vấn đề gì. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lý Mậu Trinh cùng đám người phía sau hắn đều thoáng biến sắc, còn Lý Thanh Y run lên, nói. Ngươi có thể quại bỏ độc trong người ca ta sao? Trước đây có thể,
Dương Diệp nói. Cầu xin ngươi mau cứu ca ta. Trong mắt Lý Thành Y lộ ra vẻ cầu xin. Thiên Cương Thành ta bằng lòng bỏ ra bất kỳ giá nào. Dương Diệp lắc đầu, nói. Bây giờ bản thân ta cũng khó bảo toàn. Lý Thanh Y còn muốn nói điều gì, Lý Mậu Trinh lại nói. Thanh Y, thôi đi, đã là lúc nào rồi? Ngươi đã nhìn ra. Dương Diệp nói. Thấy ra cũng phải chết, nhìn không ra cũng phải chết, nếu như vậy, vì sao phải lựa chọn sống trong đau khổ? Dù sao mình còn lại không nhiều thời gian, ở trong khoảng thời gian này mà cứ đau khổ như vậy, chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Lý Mậu Trinh nói. Dương Diệp gật đầu và nói. Đúng vậy. Nói xong, Dương Diệp thả Lý Thanh Y ra, khôi phục tự do cho Lý Thanh Y. Bởi vì lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới linh giả thượng phẩm, cơ thể được tử khí chữa trị đã khôi phục lại bình thường. Dương Diệp vừa thả ra Lý Thanh Y, lão già kia lại muốn ra tay, nhưng Lý Thanh Y ngăn cản hắn, nói. Trước đó hắn từng một kiếm chém chết cường giả cảnh giới hoàng giả. Nghe thấy Lý Thanh Y nói vậy, Lý Mậu Trinh cùng năm lão giả phía sau hắn đều thoáng biến sắc, có chút kinh hãi nhìn Dương Diệp. Vèo! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có một đường kiếm quang lướt qua. Tiếp theo, một người thanh niên mặc y phục màu xanh, đeo vỏ kiếm màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cổ kiếm trai! Phạm Mộng thất thanh nói. Mấy chục năm qua, không nghĩ tới ở bên trong Thanh Châu này tự nhiên lại xuất hiện người dám giả mạo cổ kiếm trai ta. Nghe nói ngươi còn là một kiếm tu, thật thú vị. Ta hy vọng ngươi đừng quá yếu, nếu không, lúc này ta ở lại thật sự không đáng. Tới đây, đỡ ta một kiếm. Theo người thanh niên vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một trời kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện. Kiếm ý tầng 8, cảnh giới tôn giả. Nhìn thấy thực lực của người thanh niên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng lập tức trắng bệch. Kiếm ảnh giống như mưa xối xả, bao phủ về phía Dương Diệp kín không kẽ hở. Tất cả mọi người ở đó đều biết những kiếm ảnh thật ra đều là ảo, sát chiêu thật sự lại được che giấu ở bên trong những kiếm ảnh, nhưng nhiều kiếm ảnh như vậy, cái nào mới là sát chiêu thật sự? Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp bước một bước về phía trước, sau đó ngón tay phải khép lại điểm một cái về phía trước mặt. Ong! Một tiếng kiếm ngân chói tai đột ngột vang vọng ở nơi đây, trong mắt kinh hãi của mọi người, kiếm ảnh đầy trời này ầm ầm tiêu tan, sau đó lộ ra một thanh kiếm. Mũi thanh kiếm kia bị hai ngón tay của Dương Diệp kẹp chặt. Tất cả mọi người và cả nam tử áo xanh người của cổ kiếm trai kia đều sững sờ. Ngón tay Dương Diệp thoáng động, thanh kiếm kia chấn động mạnh, tiếp theo, đồng tử của nam tử áo xanh phía xa co lại, nói. Ngươi tự nhiên xóa bỏ liên hệ tâm thần giữa ta với Thanh Huy. Huyền kiếm có linh, sau khi đệ tử của cổ kiếm trai trở thành đệ tử nội môn, đều có thể đến kiếm mộ chọn kiếm. Chỉ cần tìm được kiếm thích hợp với mình, kiếm lại bằng lòng, như vậy bọn họ sẽ để kiếm ở trong đan điền, cả ngày lẫn đêm lấy huyền khí của mình tẩm bổ thân kiếm, làm cho mình cùng kiếm đạt được dung hợp, cũng chính là giữa hai bên thành lập được liên hệ tâm thần. Nếu như giữa kiếm và người thành lập được liên hệ tâm thần, như vậy ở trình độ nhất định người đó có thể xem kiếm là một phần cơ thể của mình, kể từ đó, thực lực phát huy ra tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì muốn xóa đi liên hệ tinh thần giữa một thanh kiếm cùng chủ nhân của kiếm là đặc biệt khó khăn. Chỉ có hai điều có thể làm được như vậy, một là thực lực đối phương vượt xa chủ nhân của kiếm, hai là bản thân kiếm chủ động giải trừ quan hệ. Dương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm dài khoảng 4 thước, chiều rộng chỉ bằng một ngón tay, thân kiếm trơn nhẵn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, trong những thanh kiếm hắn đã gặp qua, thanh kiếm này không tính là tốt nhất, nhưng cũng không tệ. Ít nhất bây giờ vẫn có tác dụng đối với hắn, dù sao nói thế nào thì kiếm này cũng là đạo cấp. Người cuối cùng là ai? Nam tử áo xanh nhìn Dương Diệp, trong mắt không còn vẻ khinh thường trước đó nữa, thay vào đó là một sự nghiêm túc cùng nặng nề. Hắn nói hắn là đệ tử của cổ kiếm trai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Tử Hinh dẫn theo 10 người người trung niên chậm rãi đi về phía bọn họ. Tử Hinh nhìn chằm chằm Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Diệp sợ rằng đã sớm chết mấy trăm lần. Nam tử áo xanh quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi không phải là đệ tử của cổ kiếm trai. Ha ha! Tử Hinh đột nhiên nở nụ cười, nàng chỉ vào Lý Thanh Y cùng đám người Phạm Ly, nói. Có nghe chưa?
Dương Diệp hắn giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi là những người có quan hệ với hắn, tất cả đều phải chết. Đặc biệt là Lý gia ngươi, kể từ hôm nay, trên đời này sẽ không còn Thiên Cương Thành nữa. Phạm gia ngươi cũng chạy không thoát. Đám người Lý gia cùng hai tỷ muội Phạm gia đều biến sắc. Thực lực của Cổ Kiếm Trai không có khả năng nói đùa. Muốn tiêu diệt hai nhà bọn họ, vậy căn bản không cần ra tay, chỉ cần nói một câu, hai nhà bọn họ sẽ tan thành mây khói. Phạm gia ta không quen hắn, cũng không biết hắn đang giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Lúc này, Phạm Ly đột nhiên nói chuyện. Phạm Mộng muốn nói gì, nhưng bị nàng giữ chặt sau lưng, đồng thời vẫn hung hăng trừng mắt một cái. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Ly cùng Phạm Mộng, Phạm Ly liếc mắt nhìn hắn và không nói gì. Sau đó có người sau oan ức nhìn hắn, trong mắt đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, phần nhiều còn là thương tâm. Dương Diệp nhìn Phạm Mộng mỉm cười, ra hiệu cho nàng đừng lo lắng, sau đó nhìn về phái Lý Thanh Y. Lý Thanh Y đang muốn nói, Lý Mậu Trinh ở bên cạnh nàng bỗng nhiên nói. Thanh Y, làm người cần không thẹn với lương tâm, nếu như vị huynh đài này quả thật có quen biết với muội, hơn nữa còn là bằng hữu, muội tuyệt đối không thể làm chuyện bán đứng bằng hữu được. Cho dù Thiên Cương Thành ta thế yếu, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khí phách làm người. Dương Diệp liếc nhìn Lý Mậu Trinh, nói. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cứu ngươi một mạng. Khí phách không thể mất, lời này nói rất hay. Nam tử áo xanh này bỗng nhiên nói. Nhưng đáng tiếc, khí phách cũng không thể cứu được mạng của các ngươi. Giống như lời Tử Hinh cô nương đã nói, sau ngày hôm nay sẽ không có Thiên Cương Thành. Nghe thấy nam tử áo xanh nói vậy, gương mặt đám người Lý Thanh Y chợt trắng bệch. Lý Thanh Y muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói được lời nào. Dương Diệp cùng nàng quả thật chưa tính là bằng hữu, nhưng đã cứu nàng nhiều lần, lúc này nàng đi ra phủi sạch quan hệ cùng Dương Diệp, khó tránh khỏi vong ân phụ nghĩa. Mà không phủi sạch, vậy Thiên Cương Thành làm sao chịu đựng nổi sự tức giận của Cổ Kiếm Trai? Trong lòng Lý Thanh Y rất dầu dĩ, ngươi là đệ tử của ngọn núi nào? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh này, hỏi. Thanh Thành Phong, nam tử áo xanh nói. Vậy người biết ta ở ngọn núi nào không? Dương Diệp nói. Nam tử áo xanh híp mắt lại, nói. Chuyện đã tới lúc này, người còn muốn lừa ta, ngươi là đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta sao? Quả nhiên là nực cười. Làm càn. Dương Diệp đột nhiên bỗng nhiên quát. Ta là đệ tử chân truyền của Phong Chủ Thiên Kiếm Phong. Xét về bối phận mà nói, ngươi không gọi ta là sự bá cũng phải gọi ta là sư huynh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi lại nhiều lần nói ra những lời lẽ bất kính, hôm nay, nói thế nào ta cũng phải thay sư phụ của ngươi dạy dỗ ngươi một chút, cho ngươi biết vì sao hoa đỏ. Nói xong, Dương Diệp bước một bước về phía trước, chỉ là một bước, Dương Diệp lại lập tức xuất hiện ở trước mặt nam tử áo xanh, tiếp theo, một đường kiếm quang đâm thẳng giữa chân mày của nam tử áo xanh, tốc độ rất nhanh giống như sét đánh. Nam tử áo xanh quá khiếp sợ, vung tay phải lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, sau đó đâm thẳng về phía kiếm của Dương Diệp, mà khi hai thanh kiếm sắp tiếp xúc với nhau, kiếm của Dương Diệp đột nhiên nghiêng đi, sau đó lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm vào mặt bên mũi kiếm của nam tử áo xanh. Keng một tiếng, trường kiếm của nam tử áo xanh khẽ run lên, thiếu chút nữa tuột khỏi tay. Điều này làm cho nam tử áo xanh thầm kinh hãi. Nhưng vào giờ phút này, kiếm của Dương Diệp lại giống như một con rắn lao tới trước ngực của hắn. Đồng tử của nam tử áo xanh co lại, chân phải chợt đạp xuống đất. Vô ảnh kiếm bộ. Theo nam tử áo xanh vừa dứt lời, bóng dáng hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã cách đó hơn 30 trượng. Nhưng khi hắn vừa hạ xuống đất, một thanh kiếm đột nhiên kỳ lạ xuất hiện ở trước ngực của hắn. Nam tử áo xanh khiếp hãi gần chết, chân phải lại chợt giẫm một cái và lập tức biến mất. Chỉ có điều lần này, khi hắn biến mất, một chất lỏng màu đỏ đã bắn ra. Dương Diệp thu kiếm đứng yên, không hề truy kích, mà chỉ lạnh lùng nhìn nam tử áo xanh đã xuất hiện cách đó 60 trượng, nói. Một kiếm này để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tôn ti có trật tự. Tất cả mọi người ở đó đã bị kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Đặc biệt là đám người Tử Hinh, các nàng không ngờ đệ tử của Cổ Kiếm Trai tới đây, cũng không phải là đối thủ của Dương Diệp. Hơn nữa, thực lực của Dương Diệp này còn mạnh hơn trước rất nhiều, ông trời, hắn là yêu quái sao? Đám người Lý Thanh Y cũng kinh ngạc, nam tử áo xanh này là đệ tử của Cổ Kiếm Trai đấy.
Hơn nữa cảnh giới bản thân hắn còn là cảnh giới tôn giả, kiếm ý tầng 8, cho dù hắn chỉ là cảnh giới tôn giả trung phẩm, nhưng lấy thực lực của hắn, cho dù chống lại một vài cường giả cảnh giới hoàng giả cũng đủ để chiến thắng. Mà Dương Diệp lại dễ dàng chiến thắng hắn như vậy. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vốn, các nàng cảm thấy mình đã tìm hiểu được thực lực thật sự của Dương Diệp, đúng vào lúc này các nàng phát hiện ra Dương Diệp còn thần bí hơn các nàng tưởng, cũng muốn cường đại hơn nhiều. Về phần Phạm Mộng, khi nhìn thấy được Dương Diệp dùng một kiếm đánh bại nam tử áo xanh, nàng lập tức vui mừng bắt đầu hoan hô, tuy nhiên lại bị tỷ tỷ nàng hung hăng trừng mắt vài lần. Nam tử áo xanh cúi đầu nhìn trước ngực của mình, ở trước ngực của hắn là một vết thương dài chừng 10 cm, máu tươi không ngừng tràn ra, không bao lâu, phần trang phục trước ngực hắn đã bị nhuộm đỏ. Nam tử áo xanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, nói: "Thiên Kiếm Phong, cho dù ngươi là người của Thiên Kiếm Phong thì đã sao? Thiên Kiếm Phong tới khoa tay múa chân với Thanh Thành Phong ta từ lúc nào chứ?" Dứt lời, vỏ kiếm sau lưng hắn khẽ run lên, tiếp theo một đường kiếm quang phóng lên cao. Nam tử áo xanh khép ngón tay điểm về phía Dương Diệp chợt quát: "Sét đánh!" Ầm. Không trung phía trên đỉnh đầu nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện mây đen rậm rạp, tiếp theo, một tia sét cắt qua không trung, hiện lên hình kiếm và bắn nhanh về phía Dương Diệp. Tốc độ lôi kiếm rất nhanh, uy lực cũng rất lớn, trong lúc bắn nhanh về phía Dương Diệp còn kéo theo một cái đuôi lôi điện thật dài, làm cả không gian dao động mạnh, cảnh tượng vô cùng kinh người. Hai mắt Dương Diệp híp lại, vung tay phải lên, trường kiếm rời khỏi tay hắn lao ra, hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía lôi kiếm kia. Phá! Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm của Dương Diệp cùng lôi kiếm kia va chạm vào nhau, tiếp theo. Ở trong ánh mắt mọi người, lôi kiếm kia chấn động mạnh, sau đó ầm ầm vỡ nát. Kiếm quang xẹt qua, thanh kiếm của Dương Diệp bay trở về trước mặt Dương Diệp và chấn động kịch liệt, hình như đang hưng phấn, vui mừng. Sao có thể như vậy được? Trong mắt nam tử áo xanh đầy vẻ khiếp sợ, kiếm kỹ này của hắn là đạo cấp trung phẩm, bản thân hắn đã tu luyện đến 9 thành viên mãn, cho dù là cảnh giới hoàng giả cũng đừng mong dễ dàng đỡ theo. Nhưng không ngờ người trước mắt này lại dễ dàng phá được như vậy. Nam tử áo xanh kinh ngạc, đám người Lý Thanh Y lại chấn động, đặc biệt Lý Thanh Y cùng Phạm Ly, hai nàng chưa bao giờ nghĩ Dương Diệp sẽ mạnh mẽ như vậy. Đây là thực lực thật sự của hắn sao? Nam tử áo xanh cùng đám người Lý Thanh Y, đám người Tử Hinh lại khủng hoảng. Bởi vì Dương Diệp này thật sự quá khủng khiếp, cho dù hắn không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, nhưng lấy thực lực và thiên phú kiếm đạo này của hắn, muốn trở thành đệ tử của Cổ Kiếm Trai, căn bản không phải là chuyện gì khó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cầm theo trường kiếm trong tay đi về phía nam tử áo xanh này. Chẳng phân biệt được tôn ti, đúng sai cũng không rõ, biết sai còn cố vi phạm, hôm nay ta sẽ thay Cổ Kiếm Trai thanh lý môn hộ. Ngươi đúng là đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta sao? Vẻ mặt nam tử áo xanh có chút khó coi. Ngươi cảm thấy ở Thanh Châu này còn có người nào có kiếm đạo mạnh hơn đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta sao? Dương Diệp đi từng bước một về phía nam tử áo xanh, không ngừng vung vẩy kiếm trong tay, thanh kiếm kia giống như đang sống, phát ra từng tiếng kiếm ngân. Vậy vì sao ngươi không đeo kiếm bài thân phận của Cổ Kiếm Trai ta? Nam tử áo xanh trầm giọng nói. Nực cười. Dương Diệp dừng bước, cười lạnh nói. Đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta đi ra ngoài, một thanh kiếm cũng đủ rồi. Kiếm bài tông môn, cầm để làm gì, làm mưa làm gió sao? Hay cầm làm chỗ dựa vững chắc, làm cho người đời kính nể, sợ hãi đệ tử của Cổ Kiếm Trai ta? Đúng là buồn cười, làm đệ tử của Cổ Kiếm Trai, kiếm chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Nói xong, Dương Diệp dừng bước, chỉ vào đám người Tử Hinh bên cạnh, và nói tiếp. Các ngươi tự hỏi lại mình xem, nếu ngươi không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, bọn họ sẽ không kính trọng ngươi như vậy sao? Nam tử áo xanh im lặng, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Dương Diệp lại nói. Nhập ma chướng còn không tự biết, tiếp tục như vậy, ngươi còn tìm đạo còn luyện kiếm. Một lát sau, ở trong ánh mắt mọi người, nam tử áo xanh đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, ân tình này Lăng Tinh trọn đời không quên. Tất cả đều xôn xao bàn tán, nam tử áo xanh này nói như thế, cũng có ý nghĩa là Dương Diệp thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai.
Thật ra, Lý Thanh Y cùng đám người Phạm Ly tuyệt đối không khó tiếp nhận về chuyện Dương Diệp là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Bởi vì kiếm đạo của bản thân Dương Diệp thật sự rất khủng khiếp. Ở Thanh Châu này, Dương Diệp là thiên tài kiếm đạo như vậy, Cổ Kiếm Trai sao có thể bỏ qua được. Bởi vậy, khi nhìn thấy nam tử áo xanh thừa nhận Dương Diệp là đệ tử của Cổ Kiếm Trai, trong lòng các nàng thấy thoải mái. Đi tới linh giới này, mình hoàn toàn trở thành một chuyên gia lừa dối rồi. Trong lòng Dương Diệp cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mặc dù hắn đã tăng lên tới cảnh giới linh giả thượng phẩm, nhưng kiếm ý chưa khôi phục, hơn nữa cũng không thể sử dụng kiếm vực cùng lực pháp tắc. Phải biết rằng, bất kể là thi triển kiếm vực hay lực pháp tắc đều tiêu hao rất nhiều huyền khí, lấy tình trạng kinh mạch trong cơ thể hắn bây giờ, hắn căn bản không dám sử dụng kiếm vực cùng lực pháp tắc. Bởi vậy, nếu như Lăng Tinh này liều mạng đánh với hắn một trận, cho dù hắn có thể thắng, chỉ sợ cũng phải trả cái giá vô cùng nghiêm trọng. Không đúng, Ngự Thú Tông ta có đi nghe ngóng, Thiên Kiếm Phong căn bản không có người đệ tử nào có tên là Dương Diệp. Tử Hinh đột nhiên lạnh lùng nói. Hơn nữa, nếu như hắn là đệ tử của cổ chân nhân Thiên Kiếm Phong, vậy tại sao không ai biết đến tên của hắn? Nghe vậy, Lăng Tinh này nhíu mày, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay nắm thật chặt huyền kiếm. Lúc này, Tử Hinh này lại nói. Thật ra, muốn biết rằng có phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai hay không thì rất đơn giản, chỉ cần Lăng Sư Huynh gửi một truyền âm phù tới Thiên Kiếm Phong hỏi thăm, như vậy không phải sẽ tìm ra manh mối rồi sao? Dương Diệp nhìn về phía Tử Hinh này, trong mắt hắn chợt lóe lên sát ý. Bây giờ hắn rất muốn một kiếm giết chết Tử Hinh, nhưng làm vậy chẳng khác nào hắn không đánh đã khai. Cho dù hắn không sợ Cổ Kiếm Trai, nhưng không muốn gây họa cho Phạm Mộng. Được. Lúc này, Lăng Tinh thi lễ với Dương Diệp, nói. Dương Sư Huynh, cho dù ta tin tưởng vào thân phận của Sư Huynh, nhưng chuyện này có liên quan trọng đại, ta nhất định phải xác nhận. Đợi lát nữa, chỉ cần chứng minh thân phận của Sư Huynh, ta sẽ đích thân loại bỏ mấy người Ngự Thú Tông này, đồng thời tự mình xin lỗi Sư Huynh. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Một bùa chú màu vàng phóng lên cao, theo gió tăng vọt. Từ trong bùa chú màu vàng phát ra từng gợn sáng làm cho không gian chấn động không ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào bùa chú màu vàng này, Dương Diệp rốt cuộc có phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai thật hay không sẽ nhanh chóng được xác định. Phạm Mộng nhìn về phía Dương Diệp, thấy vẻ mặt Dương Diệp bình tĩnh, trong lòng lập tức yên tâm. Lý Thanh Y cùng Phạm Ly lại nhíu mày, bởi vì hai nàng cảm thấy chuyện có gì đó không ổn, nếu như Dương Diệp thật sự là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Như vậy hắn nhất định là có thứ gì đó có thể chứng minh. Nhưng Dương Diệp lại hoàn toàn không có ý định chứng minh. Quan trọng nhất là Lăng Tinh làm như thế, cũng có ý nghĩa là hắn đang nghi ngờ thân phận của Dương Diệp. Tử Hinh cười lạnh nhìn Dương Diệp, giống như đang nhìn một người chết. Không thể phủ nhận, Dương Diệp quả thật rất mạnh, nhưng vậy thì thế nào? Hắn có mạnh mẽ mấy thì có thể chống lại Cổ Kiếm Trai sao? Chỉ cần chứng minh hắn không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Trai. Cho dù hắn có là cường giả cảnh giới thánh giả cũng phải chết. Uy nghiêm của Cổ Kiếm Trai không được phép dẫm đạp. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong bùa chú màu vàng này. Lăng Tinh, chuyện ngươi nói, ta đã biết, Thiên Kiếm Phong ta tuyệt đối không một đệ tử nào tên là Dương Diệp. Nghe vậy, Lăng Tinh này biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã hiện ra sát ý, Tử Hinh còn điên cuồng phá lên cười. Dương Diệp. Ngươi nhất định phải chết, không chỉ ngươi nhất định phải chết, tất cả người có quan hệ với ngươi đều chết chắc rồi, ha ha. Giờ phút này, Tử Hinh giống như phát điên. Dương Diệp giết sư bá của nàng, chặt cánh tay nàng, bây giờ cuối cùng có thể nhìn thấy hắn chết, nàng làm sao không vui mừng được. Gương mặt Lý Thanh Y cùng đám người Phạm Ly lại biến đổi, nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi, Phạm Mộng bị dọa trơ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Đang muốn ra tay, mà lúc này, trong bùa chú màu vàng này lại truyền ra âm thanh. Cho dù Thiên Kiếm Phong ta không một người nào tên là Dương Diệp, nhưng trước đây không lâu chân nhân quả thật có thu một đệ tử, chẳng qua không biết có phải là Dương Diệp mà ngươi nói hay không. Nghe vậy, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lập tức dừng lại, sau đó nhìn về phía bùa chú màu vàng này. Tử Hinh này có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào bùa chú màu vàng này, rất sợ nghe được chuyện gì đáng sợ. Cổ chân nhân thu một đệ tử sao? Lăng Tinh hỏi. Đúng vậy, trước đây không lâu chân nhân ra khỏi ngọn núi,
sau đó trở về đã nói hắn tìm được một hạt giống tốt tuyệt thế, còn tuyên bố hạt giống tốt tuyệt thế này hoàn toàn không kém hơn Lục sư tỷ, nhưng đáng tiếc là ngài ấy không nói là ai. Dù sao, ngài ấy xem đệ tử này như bảo bối, bởi vậy vừa trở lại đã bế quan chế tạo kiếm, bảo là muốn tạo cho đệ tử của hắn một thanh kiếm tốt tuyệt thế, để cho đệ tử của hắn tiến vào kiếm trai sẽ đánh một trận làm thiên hạ kinh sợ. Sư phụ đúng là có lòng. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Trong mắt hắn còn lộ ra chút đau thương, một tia cảm kích. Dương Diệp, người giả vờ cái gì, người giả vờ cái gì chứ? Tử Hinh này đột nhiên tức giận hét lên. Người dựa vào cái gì mà nói ngươi là đệ tử của cổ chân nhân? Người dựa vào cái gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc này, trong bùa chú màu vàng này lại truyền ra âm thanh. Cho dù ta không biết Dương Diệp này có phải là đệ tử được chân nhân thu nhận hay không, nhưng ta biết một điều, nghe nói đệ tử được chân nhân thu có kiếm tâm thông minh. Nếu như Dương Diệp này có kiếm tâm thông minh, vậy hắn chắc chắn là đệ tử được chân nhân thu nhận. Ha ha! Tử Hinh lại phá lên cười, trong mắt nàng đầy vẻ điên cuồng. Dương Diệp, người có kiếm tâm thông minh sao? Người có sao? Người có sao? Ha ha! Ta đúng là có! Dương Diệp đàng hoàng nói. Ta khinh! Hát Tử Hinh tức giận nói. Chết đến nơi rồi mà ngươi còn giả vờ, đều nói đời người giống như diễn trò, tất cả đều là diễn trò. Dương Diệp, kỹ năng diễn của ngươi quả nhiên rất giỏi. Dương Diệp không quan tâm tới nữ nhân này, mà nhìn về phía Lăng Tinh, nói. Ngươi muốn thử không? Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lăng Tinh lắc đầu, sau đó cung kính thi lễ với Dương Diệp, nói. Lăng Tinh ra mắt Dương Sư Huynh. Trước đó hắn còn không rõ tại sao kiếm kỹ của mình không chịu nổi một đòn của Dương Diệp. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được, bởi vì Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, bởi vậy, kiếm kỹ của hắn mới có thể dễ dàng bị phá như vậy. Dương Diệp đặt tay phải ra sau lưng, trường kiếm áp lên trên lưng, nhìn Lăng Tinh nói. Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta không để lộ thân phận của mình rồi chứ? Lăng Tinh cười khổ gật đầu, hắn làm sao không biết được. Không nghe trước đó người của Thiên Kiếm Phong nói sao, cổ chân nhân giấu giếm thân phận của Dương Diệp là vì muốn Dương Diệp cất lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng bây giờ thì hay rồi, mình lại ép hắn để lộ ra thân phận, nếu để cho cổ chân nhân biết được, còn không biết mình sẽ thảm tới mức nào. Nghĩ đến đây, trong mắt Lăng Tinh có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, sau đó bên trong vỏ kiếm của hắn lao ra một đường kiếm quang dĩ nhiên không phải nhằm vào Dương Diệp. Mà là nhằm vào đám người Tử Hinh bên cạnh. Đi mau! Gần như vào giây phút kiếm của Lăng Tinh bay ra, một người trung niên phía sau Lăng Tinh đột nhiên phẫn nộ quát lên. Đám người Tử Hinh phản ứng không chậm, vội vàng tăng tốc độ của mình lên tới mức cao nhất, bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Nhưng vẫn có mấy người chạy quá chậm, mấy người trung niên trực tiếp bị đạo kiếm quang kia chém ngang. Tuy nhiên Tử Hinh và mấy người trung niên còn lại đã biến mất phía xa. Vô ảnh kiếm bộ! Lăng Tinh phẫn nộ hét lên một tiếng và lập tức biến mất. Còn chưa tới nửa khắc, Lăng Tinh dẫn theo mấy cái đầu người trở lại trước mặt Dương Diệp và ném xuống đất, sau đó nói. Xin lỗi, ta đã để cho Tử Hinh chạy thoát, ta không ngờ trên người nàng có truyền tống phù không gian tức thời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Lăng Tinh, nói. Ngươi có thể có đá năng lượng siêu phẩm không? Càng nhiều càng tốt. Lăng Tinh hơi ngẩn người ra. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, bấm tay bắn ra. Chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Bên trong chiếc nhẫn này có hơn 1.200 viên đá năng lượng siêu phẩm, hy vọng có thể giúp đỡ cho sư huynh. Dương Diệp cất chiếc nhẫn chứa đồ, mỉm cười và nói. Cảm ơn, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Cho dù cổ kiếm trai ta phân ra thành 9 ngọn núi, nhưng mọi người cuối cùng vẫn là người một nhà. Sư huynh gặp nạn, làm sư đệ tất nhiên phải ra tay trợ giúp. Lăng Tinh nói. Nếu chuyện này là hiểu nhầm, vậy Lăng Tinh xin cáo từ, nếu sư huynh có thời gian thì tới Thanh Thành Phong gặp mặt. Chuyện của ta. Dương Diệp còn chưa nói xong, Lăng Tinh đã nói. Ta hiểu rõ, sư huynh yên tâm. Chuyện hôm nay, ta trở về sẽ không nói với bất kỳ người nào cả. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Không biết trên người Lăng huynh còn có huyền kiếm đạo cấp không? Huynh cũng biết, sư phụ ta còn đang rẻ kiếm cho ta, cho nên. Lăng Tinh do dự một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào vỏ kiếm phía sau,
Trong vỏ kiếm lao ra hai thanh huyền kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp, hắn nói. Hai thanh kiếm này đều là đạo cấp trung phẩm, còn chưa lập liên hệ tâm thần với ta, vừa lúc có thể tặng sư huynh. Dương Diệp nhận lấy hai thanh kiếm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, nói. Lăng huynh, ta còn thiếu. Phạm Mộng đứng bên cạnh cũng không nhìn được nữa. Cuối cùng, sau khi Dương Diệp lường gạt được hai thanh huyền kiếm đạo cấp trung phẩm, lại lường gạt thêm một vỏ kiếm đạo cấp. Đương nhiên, có vỏ kiếm hay không đối với hắn cũng không quan trọng, nhưng vỏ kiếm của Lăng Tinh là của cổ kiếm trai, điều này tương đương với tượng trưng thân phận của đệ tử cổ kiếm trai. Gia hổ đã kéo, bây giờ thu tay lại cũng không kịp, cho nên, hắn đơn giản kéo đến cùng. Dù sao không nói dối không kéo gia hổ. Sư huynh, sư đệ sẽ đích thân đi giải quyết chuyện Ngự Thú Tông, cáo từ. Nói xong, Lăng Tinh rất sợ Dương Diệp lại mở miệng muốn gì đó, vội xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Mình có đáng sợ như vậy sao? Nhìn Lăng Tinh vội vàng chạy mất, Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người đi tới trước mặt Phạm Mộng, đưa một thanh huyền kiếm đạo cấp trung phẩm trong tay cho Phạm Mộng, nói. Cho nàng. Cảm ơn. Phạm Mộng cũng không khách sáo, trực tiếp cầm kiếm qua vung vẩy một hồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ vui mừng. Hóa ra huynh đài thật sự là đệ tử của cổ kiếm trai, cũng đúng, chỉ có cổ kiếm trai mới có thể bồi dưỡng được thiên tài kiếm đạo như huynh đài vậy. Lúc này, Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói. Trước đó Thanh Y đã nói chuyện giữa nàng cùng huynh đài cho ta nghe, rất nhiều chuyện, đúng là Thanh Y không phải. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ và bắn đến mặt của Dương Diệp, nói. Bên trong chiếc nhẫn này còn có 1000 đá năng lượng siêu phẩm. Mong huynh đài vui lòng nhận cho. Dương Diệp nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó liếc nhìn Lý Thanh Y. Tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, cái nhẫn chứa đồ lại bay trở về trước mặt Lý Mậu Trinh, hắn nói. Ta không cần 1000 viên đá năng lượng siêu phẩm, ngươi giúp ta một việc, chuyện giữa ta với nàng coi như hóa giải. Lý Mậu Trinh trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Chuyện gì? Dương Diệp chỉ vào Phạm Mộng, nói. Nhà đầu kia có duyên với ta, vừa vặn nhà nàng gặp chút phiền toái, bởi vì một vài nguyên nhân nên ta không tiện ra mặt, cho nên vẫn mong Lý Huynh có thể chiếu cố một chút. Lý Mậu Trinh khẽ gật đầu, nói. Chuyện nhỏ thôi. Dương Diệp. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Ngươi phải đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta có một số việc phải đi xử lý, yên tâm, chờ xử lý xong chuyện của mình, ta sẽ tới thăm nàng. Phạm Mộng liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì thêm. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Phạm Mộng, khẽ xoa đầu nàng. Nhìn nàng, hắn càng nhớ đám người Tiểu Giao cùng với Lôi Lâm. Ngoại trừ đám người Lôi Lâm, còn có đám người Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Sở dĩ hắn đi tới linh giới này mà không dùng tên giả, chính là hy vọng đám người An Nam Tĩnh biết hắn đã tới linh giới, sau đó tới tìm hắn. Tuy nhiên hắn biết, chuyện này rất mạo hiểm. Bởi vì Lục Nguyên Hạo đã ở linh giới này, nếu như biết tin tức của hắn, đối phương nhất định sẽ bất chấp tất cả tới tìm hắn. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại tất cả thực lực của mình. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và xoay người rời đi. Dương Diệp! Phạm Mộng đột nhiên lên tiếng. Dương Diệp dừng bước, tuy nhiên tuyệt đối không xoay người. Ta nhất định sẽ gia nhập cổ kiếm trai, nhất định. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng đầy vẻ kiên định. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ca, hắn thật sự là đệ tử của cổ kiếm trai. Dương Diệp đi rồi, Lý Thanh Y đột nhiên hỏi Lý Mậu Trinh. Không quan trọng, Lý Mậu Trinh nói. Thiên phú của hắn đã vượt qua rất nhiều đệ tử của cổ kiếm trai, cho dù không phải là đệ tử của cổ kiếm trai, hắn muốn trở thành đệ tử của cổ kiếm trai cũng không phải là chuyện gì khó. Hơn nữa, ta cảm nhận được ở trên người hắn có một khí tức khiến ta thấy sợ hãi, người này nhất định đã từng là một người độc ác. Lý Thanh Y khẽ gật đầu đồng ý, nói. Trước đó hắn thật sự muốn giết ta. Lý Mậu Trinh nói. Thanh Y, sau này gặp phải người như thế, hoặc là trở thành bằng hữu của hắn, hoặc là cách xa hắn. Nếu không thể trêu vào, chúng ta lại trốn đi. Ca, nếu như không phải ca trúng độc, ca chắc chắn không thể kém hơn hắn. Trong mắt Lý Thanh Y lóe lên vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, trước đó, nàng cũng đã lấy được rồi.
Lý Mậu Trinh mỉm cười và không nói gì, chẳng qua trong mắt cũng có vẻ không cam lòng. Hắn cũng đã từng là thiên chi kiêu tử, bây giờ lại biến thành một ma bệnh, hắn sao có thể cam tâm được. Dương Diệp chia tay đám người Phạm Mộng xong, tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trước đó hắn nhận được nhiều đá năng lượng siêu phẩm như vậy, hắn tất nhiên phải hấp thu hết chúng, sau đó dùng nâng cao cảnh giới của mình. Sở dĩ hắn lựa chọn rời khỏi đám người Phạm Mộng, mục đích chính là nâng cao thực lực, ngoài việc đó ra còn có một nguyên nhân khác. Đó là hắn giả mạo đệ tử của Cổ Kiếm Trai, nếu như Cổ Kiếm Trai phát hiện ra, đám người Phạm Mộng khó tránh khỏi sẽ bị hắn liên lụy, cho nên hắn mới chủ động rời đi. Từng viên đá năng lượng siêu phẩm không ngừng bị hắn ăn vào. Sau khi hấp thu tất cả đa năng lượng siêu phẩm nhận được từ chỗ Lý Mậu Trinh cùng Lăng Tinh, cảnh giới của Dương Diệp cuối cùng đột phá đến cảnh giới tôn giả. Cảnh giới tôn giả. Sau khi tăng lên tới cảnh giới tôn giả, trong cơ thể hắn chứa không ít huyền khí màu tím, hắn tuyệt đối không giữ lại những huyền khí màu tím này, mà lợi dụng chúng để chữa trị cơ thể của mình. Những huyền khí màu tím không giải quyết được vấn đề kinh mạch trong cơ thể hắn, nhưng có thể chữa trị cơ thể hắn. Lúc này hắn không có cách nào sử dụng huyền khí, cho nên hắn dứt khoát sử dụng tất cả để chữa trị cơ thể. Dù sao chỉ cần cơ thể mạnh mẽ, cũng có khả năng tự bảo vệ mình. Lúc này, sau khi tăng lên tới cảnh giới tôn giả, hắn mới phát hiện ra trước đây cơ thể mình bị tổn thương nghiêm trọng tới mức nào. Sau khi tâm thần hắn điều tra, đã phát hiện ra cơ bắp đều đã rách ra. Trước đây, sau khi ta hôn mê, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày lên, phải biết rằng, cơ thể của hắn lúc đó có thể còn mạnh hơn cả yêu thú bán thánh, ở dưới trình độ đó, tổn thương cơ thể bình thường căn bản vô dụng với hắn, nhưng sau khi hắn tỉnh lại ở linh giới đã phát hiện mình đã tê liệt. Mình đến linh giới này thế nào? Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Dương Diệp, nhưng cuối cùng hắn không nghĩ ra được điều gì. Bởi vậy, hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa, chuyên tâm bắt đầu lợi dụng tử khí để chữa trị cơ thể. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đứng lên và đánh một quyền về phía hư không trước mặt. Lực lượng trên nắm đấm rất mạnh mẽ, trực tiếp làm cho không gian ở trước mặt hắn chấn động vặn vẹo thành một vòng xoáy, vô cùng quỷ dị. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng Dương Diệp cong lên, khẽ cười. Lực lượng cơ thể của ta lực lượng này có thể so sánh với yêu thú hoàng cấp hạ phẩm, cho dù bây giờ không cần kiếm kỹ, ta cũng có thể chiến thắng Linh Viên Vương. Nói đến đây, một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Vừa nhìn thì hầu nhi tử có vẻ không phải là vật tầm thường, nếu như ta ăn hầu nhi tử, có lẽ có thể tăng cảnh giới lên tới cảnh giới tôn giả trung phẩm. Bây giờ hắn tăng lên tới cảnh giới tôn giả mới phát hiện ra một vấn đề, đó chính nếu như hắn muốn nâng cao thực lực sẽ cần ít nhất cần phải hơn vạn viên đá năng lượng. Đúng vậy, gấp mấy lần số lượng đá năng lượng siêu phẩm trước đó. Trước khi giải quyết được vấn đề kinh mạch, nếu như hắn muốn tu luyện, biện pháp duy nhất chính là ăn đá năng lượng siêu phẩm, hoặc bảo vật gì đó ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Mà không thể nghi ngờ hầu nhi tử này chính là một bảo vật tốt nhất. Nghĩ đến liền làm, thân hình của Dương Diệp thoáng động, chạy về phía Linh Viên Sơn. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã đi tới Linh Viên Sơn. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp xông vào. Cho dù thực lực của hắn bây giờ không kém Linh Viên Vương, nhưng đối phương nhiều người. Giao đấu cùng đối phương ở đây, cho dù hắn không bị giết chết cũng sẽ bị mệt chết. Hơn nữa, hắn căn bản không thể đánh lâu dài. Phải biết rằng, nếu như bây giờ hắn tiêu hao lực lượng thân thể quá mức, cơ thể này nhất định sẽ cắn trả. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là học Lý Thanh Y, trộm. Lúc này mặc dù hắn mới cảnh giới tôn giả, nhưng thần hồn cùng lực tinh thần đã hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả thượng phẩm. Bởi vậy, chẳng bao lâu hắn đã tìm được chỗ ở của Linh Viên Vương. Chỗ của Linh Viên Vương cũng không phải sơn động thô sơ gì đó, mà là một cung điện giống như thế giới nhân loại, hơn nữa còn rất xa hoa. Mặc dù Dương Diệp không nhìn thấy bất kỳ yêu thú nào ở xung quanh cung điện, nhưng lại cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức không tệ. Chủ nhân của những khí tức này ít nhất đều là tôn cấp thượng phẩm. Đề phòng nghiêm ngặt như thế, chắc nơi này chính là chỗ để hầu nhi tử, cho dù không phải. Bên trong chắc chắn cũng có bảo bối gì đó. Trong lòng Dương Diệp âm thầm tính toán, đồng thời ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, xem phải làm sao mới có thể bước vào cung điện này. Cửa lớn của cung điện đóng chặt, nếu cứng rắn công phá thì nhất định không được, không thể mạnh mẽ xông tới, vậy cũng chỉ có thể dùng mưu kế. Một lát sau,
Dương Diệp đã nghĩ ra được một biện pháp. Biện pháp này sẽ làm hắn có chút đau khổ, chính là cần phải vận dụng đến huyền khí. Dương Diệp nấp trong bóng tối và chờ đợi, chờ từ lúc trời sáng tới khi trời tối. Cuối cùng, vào nửa đêm hôm sau, cửa cung điện đột nhiên mở ra, sau đó Dương Diệp nhìn thấy Linh Viên Vương đi ra. Hắn đứng ở cửa nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, biến mất ở phía chân trời. Sau khi Linh Viên Vương biến mất, cửa lớn của cung điện sắp dần khép lại. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát khẽ. Thiên nhai chỉ xích. Dương Diệp vừa dứt lời đã trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, cửa lớn của cung điện này vừa vặn đóng lại. Mà vào lúc này, hai người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Ta cảm giác vừa có thứ gì bước vào bên trong. Một người trong đó nhíu mày nói. Ngươi không nhầm chứ? Người còn lại hỏi. Ta cũng không biết, chỉ một khắc vừa rồi, ta ngửi thấy được mùi của nhân loại, nhưng không quá chắc chắn. Vì đề phòng biến cố xảy ra, chúng ta vào xem. Nói xong, hai người mở ra cửa cung điện và đi vào. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, dãy núi chấn động. Giây phút Dương Diệp vừa bước vào đại điện và đang chuẩn bị ẩn nấp, lúc này lại có một bóng người đột nhiên từ phía xa lao đến, bóng người có dáng vẻ hơi kỳ lạ, giống như chớp mắt biến mất. Khoảng cách giữa hắn cùng với bóng người phải mấy trăm trường, nhưng không đến nửa hít thở đối phương đã đi tới trước mặt của hắn. Nói chính xác là đối phương muốn lao ra khi cánh cửa lớn vừa vặn muốn đóng lại. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, đối phương bị ép phải dừng lại. Đối phương vừa dừng lại còn chưa tới nửa hơi thở đã đột nhiên cách không chộp về phía Dương Diệp, một lực lượng kỳ lạ phun ra, không gian trước mặt Dương Diệp lập tức vặn vẹo. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, bởi vì vào giờ phút này, hắn tự nhiên cảm giác linh hồn cùng máu giống như muốn rời khỏi cơ thể vậy. Thật kỳ lạ! Dương Diệp không dám khinh thường, vội vàng tập trung, bảo vệ tâm thần mình, cùng lúc đó phải tay nắm chặt thành quyền và đánh về phía trước mặt. Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp chợt cảm thấy mình bình thường trở lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trước mặt, đối phương rất kỳ lạ, giống như một cái bóng vậy. Toàn thân tôi tăm lại cực mỏng, giống như cái bóng vậy. Bóng đen khẽ ơ một tiếng, còn chuẩn bị ra tay. Mà vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hai người trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng cái bóng kia. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Một người trung niên trong đó còn chưa nói xong thì đột nhiên có một đường ánh sáng đỏ xuất hiện. Tiếp theo, giọng nói của người trung niên kia dừng lại. Dưới ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp, người trung niên kia bị cắt thành hơn 1.000 mảnh, máu tươi phun trào. Thanh đạo môn, ngươi là thanh đạo môn, ngươi. Một người trung niên còn lại cũng chưa nói xong, sau đó giống như người trung niên trước, cả người bị cắt thành hơn 1.000 mảnh, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Thanh đạo môn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn từng nghe Phạm Mộng nói về thế lực này. Ở trong khu vực Thanh Châu có 5 thế lực lớn cấp Bạch Kim, theo thứ tự là Vân Tiêu Thánh Điện, Vô Cực Ma Tông, Thư Viện Vân Hải, Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. 5 thế lực lớn này quản lý rất nhiều tông môn và thế gia ở Thanh Châu. Bất kỳ thế lực nào trong đó dẫm dậm chân một cái, Thanh Châu đều sẽ rung chuyển. Theo Phạm Mộng nói, trong 5 thế lực lớn, Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Cực Ma Tông là mạnh nhất. Thư Viện Vân Hải tách biệt nhất, cũng là thần bí nhất. Bởi vì con cháu của tất cả thế lực đều có thể tiến vào Thư Viện Vân Hải tu luyện học tập, có thể nói là 4 thế lực lớn còn lại đều có quan hệ với Thư Viện Vân Hải, nhưng Thư Viện Vân Hải không nhúng tay vào tranh đấu giữa 5 thế lực lớn. Bởi vậy, địa vị của Thư Viện Vân Hải là cao nhất. Cổ kiếm trai không dễ chọc, bởi vì cho dù cổ kiếm trai ít người hơn nhưng mỗi ngọn núi đều rất lợi hại, hơn nữa còn có một thanh kiếm cổ ngoại vực. Cho dù là Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Cực Ma Tông cũng rất kiêng kỵ. Về phần Thanh Đạo Môn, đây là một thế lực khủng khiếp nhất trong 5 thế lực lớn, nếu như nói cổ kiếm trai không dễ chọc, như vậy Thanh Đạo Môn lại căn bản không thể chọc được. Bởi vì Thanh Đạo Môn vừa chính vừa ta, cũng là tàn nhẫn nhất, chỉ một ý không thuận, tàn sát cả nhà người ta, có thể nói bọn họ càng giống ma hơn Vô Cực Ma Tông. Bây giờ Dương Diệp còn nhớ lời Phạm Mộng đã nói lúc đó. Dương Diệp, nếu như ngươi sau này gặp phải Thanh Đạo Môn, tuyệt đối đừng trêu chọc bọn họ, có thể chạy được bao xa thì cố mà chạy. Dương Diệp liếc nhìn cái bóng đen kia và không tiếp tục ra tay. Hắn không phải sợ chuyện, mà không muốn gây chuyện,
đối phương hiển nhiên tới vì hầu nhi tử, hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương như vậy, chắc chắn đã lấy được hầu nhi tử và giấu ở trên người. Lấy thực lực của đối phương, trừ khi hắn giết đối phương, nếu không căn bản không chiếm được hầu nhi tử. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ khi trả cái giá vô cùng nghiêm trọng, nếu không căn bản sẽ không giết được đối phương. Bóng đen đi về phía cửa, lúc đi tới cửa, đối phương đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, một vò ngọc màu trắng xuất hiện ở trước mặt của bóng đen. Ngươi cũng đến vì hầu nhi tử sao? Âm thanh là giọng nữ nhưng có chút đùa giỡn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta để lại ở đâu, ngươi dám cầm không? Nữ tử bóng đen nói. Trong giọng nói ngoại trừ đùa giỡn ra còn có chút trêu chọc. Dương Diệp sửng sốt. Nam nhân quả nhiên đều là những kẻ vô dụng, đều. Nữ tử bóng đen còn chuẩn bị nói gì, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, vỏ ngọc màu trắng trước mặt nàng cũng biến mất. Lần này, đổi lại thành nữ tử bóng đen kia sửng sốt. Ngay lập tức sau, nữ tử bóng đen đột nhiên nói. Thật thú vị, tự nhiên có người dám cướp đồ với người thanh đạo môn ta, thật thú vị. Dứt lời, nữ tử bóng đen lập tức biến mất một cách quỷ dị. Không cướp là ngu xuẩn. Dương Diệp cướp được vỏ hầu nhi tử thì một đường chạy như điên. Lúc này trong lòng Dương Diệp có thể nói là vui như nở hoa rồi, ban đầu hắn đã chuẩn bị bỏ qua, bởi vì mặc dù nữ nhân kia là cảnh giới tôn giả thượng phẩm, nhưng thực lực lại vô cùng quỷ dị, còn mạnh hơn cả Lăng Tinh. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương tự nhiên lấy hầu nhi tử ra, còn bảo hắn cướp. Dương Diệp thật sự không nghĩ tới chuyện tốt này lại tự nhiên phát sinh ở trên người hắn. Vào giây phút Dương Diệp cùng nữ tử bóng đen chạy ra khỏi cửa lớn. Rất nhiều yêu thú xông về phía hắn, trong đó còn có rất nhiều là tôn cấp. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không chiến đấu với những yêu thú này, mà nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, lướt qua những yêu thú này. Cho dù hắn không có khả năng vận dụng huyền khí, nhưng lực lượng thân thể của hắn bây giờ hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả. Bởi vậy, cho dù chỉ là lực lượng thân thể cũng làm cho tốc độ của Dương Diệp vượt xa những yêu thú tôn cấp kia. Tuy nhiên hắn lại không thể nào bỏ rơi được nữ tử bóng đen kia. Nàng giống như giỏi bám trên MU bàn chân, bám chặt sau lưng hắn chỉ cách 6 trượng. Gào! Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ, tiếp theo, một đường ánh sáng trắng từ phía chân trời bắn nhanh đến. Linh Viên Vương! Dương Diệp nheo mắt, thân hình chợt di chuyển, sau đó chân phải chợt đạp xuống đất, mượn lực lượng của mặt đất truyền đến và bắn mạnh về phía bên phải. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra vỏ hầu nhi tử. Mở miệng vò rồi ôm bình trực tiếp uống luôn. Chỉ có rót hầu nhi tử vào trong bụng, nó mới là của hắn, nếu không rất có khả năng sẽ biến thành của người khác. Cho nên, Dương Diệp dứt khoát uống luôn vào trong bụng. Rượu vừa vào miệng, Dương Diệp chợt cảm thấy cổ họng cùng bụng nóng lên, một năng lượng nóng rực xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Tiếp theo, năng lượng nóng rực này bắt đầu thiêu đốt ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn. Tuy nhiên chút hơi nóng như vậy đối với kẻ đã từng bị U Minh quỷ hỏa đốt cháy thì đơn giản là trò trẻ con. Còn chưa uống được mấy hớp, Dương Diệp đã phát hiện, trong cơ thể hắn có rất nhiều tử khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Điều này làm cho Dương Diệp mừng như điên, sau đó lại dốc và uống nhanh. Ta diệt tất cả 10 tộc của ngươi. Phía sau Dương Diệp, truyền đến tiếng rít gào dữ của nữ tử bóng đen. Nhân loại, ta chắc chắn sẽ nghiền xương của ngươi ra thành cho. A, à, nhìn thấy Dương Diệp ôm vỏ uống, khóe mắt của Linh Viên Vương như muốn nứt ra, hai mắt trực tiếp đỏ ửng. Hắn tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, tốn mấy chục năm mới chế ra được rượu hầu nhi tử này. Bình thường hắn còn không nỡ uống một hớp, bây giờ lại bị Dương Diệp uống như nước lã. Bảo hắn làm sao chấp nhận được. Vì vậy, Linh Viên Vương phát ra từng tiếng gầm thét giận dữ, âm thanh giống như sấm rền nổ vang, chấn động dãy núi xung quanh. Gào gào. Ở bên trong núi lớn đột nhiên truyền ra rất nhiều tiếng gầm thét giận dữ, tiếp theo cả dãy núi chấn động, rất nhiều yêu thú từ bốn phương tám hướng điên cuồng chạy về phía vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện có 4, 5 khí tức rất cường đại đang từ các phương hướng khác nhau chạy về bên phía hắn, chủ nhân của những khí tức này ít nhất phải là cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là chuyện tệ hại nhất là hắn phát hiện đầu óc mình tự nhiên có chút tráng váng. Hơn nữa trong cơ thể hình như bắt đầu nóng lên. Không chỉ trong cơ thể, cả người đều giống như bắt đầu nóng lên. Chẳng lẽ bị sai sao? Dương Diệp không dám uống nữa,
vội vàng cất vỏ ngọc vào, sau đó phát động huyền khí trong cơ thể trùng kích cảnh giới. Hoàn toàn không có gì khó, hắn lập tức thăng cấp đến cảnh giới tôn giả trung phẩm, huyền khí màu tím trong cơ thể càng lúc càng nhiều, có xu thế trùng kích cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Nhưng hắn lại phát hiện chuyện càng nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn không chỉ đầu váng mắt hoa, cảnh vật trong tầm mắt bắt đầu nghiêng ngả. Không chỉ vậy, hắn cảm giác trong cơ thể còn dâng lên một dục vọng. Mẹ nó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Nhận thấy được tình hình trong cơ thể, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Gào gào. Đúng lúc này, hai bên hắn đột nhiên xuất hiện hai quái vật khổng lồ, chúng giống như hai ngọn núi nhỏ nghiền ép về phía hắn. Trong cơ thể xuất hiện tình hình không hiểu nổi, Dương Diệp làm sao dám dây dưa cùng đối phương nữa, vội vàng quát to. Chỉ xích thiên nhai. Theo hắn vừa dứt lời, bản thân đã trực tiếp hóa thành một tàn ảnh bắn mạnh về một hướng khác. Nữ tử bóng đen kia hoàn toàn không do dự lại đuổi theo. Linh Viên Vương đang chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát. Nhân loại, người quay lại đây cho ta, không thể đi về bên đó. Con mẹ nó, không thể đi bên đó được đâu. Giờ phút này, trên mặt Linh Viên Vương cũng xuất hiện mồ hôi lạnh, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Những yêu thú bên cạnh hắn cũng như vậy. Dương Diệp làm sao nghe được lời Linh Viên Vương nói chứ? Hắn không chỉ không dừng lại, trái lại còn nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, hắn chỉ biết là mình nhất định phải mau chóng thoát khỏi nữ tử bóng đen này cùng Linh Viên Vương và các yêu thú, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Nhân loại, đó là cấm địa của Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc ta, nếu ngươi tiến vào trong, cho dù ngươi là người của năm thế lực lớn, Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc ta cũng sẽ đuổi theo ngươi tới khi chết mới thôi. Linh Viên Vương giận dữ hét lên. Nghe thấy Linh Viên Vương nói vậy, nữ tử bóng đen kia dừng lại. Mặc dù Đoạn Thiên Sơn mạch này không có yêu vương, nhưng lại có yêu soái. Hơn nữa còn không chỉ một người. Cho dù Thanh Đạo Môn không khiếp sợ, nhưng nàng cũng không dám tiến lên trước. Bởi vì đừng nói nàng, cho dù là tất cả Thanh Đạo Môn cũng không dám gây ra cuộc đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Giữa nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời sẽ không đại chiến, nhưng nếu như vì nàng mà gây ra thế cục khẩn trương, vậy nàng nhất định sẽ bị hy sinh trước tiên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng hắn không chỉ không dừng lại, trái lại tốc độ càng nhanh hơn. Linh Viên Vương và đám yêu thú dừng lại, nhìn thấy tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, Linh Viên Vương kinh hãi gần chết. Nhân loại, ngươi mau dừng lại, ta không giết ngươi, ta đưa ngươi hầu nhi tử này, ngươi. Ngươi dừng lại cho lão tử, ngươi nghe được không? Ta cầu xin ngươi. Giờ phút này, Linh Viên Vương cũng sắp khóc rồi. Nhưng Dương Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lúc này ý thức Dương Diệp có chút mơ hồ không rõ, bởi vậy hắn không nghe được lời Linh Viên Vương nói. Cho dù nghe vào, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không dừng lại. Ở trong ánh mắt của đám người Linh Viên Vương, Dương Diệp xông vào một sơn cốc đầy sương mù, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Linh Viên Vương trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Những yêu thú ở bên cạnh hắn cũng vậy, mà vài yêu thú yếu hơn còn kêu gào với âm thanh rất bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử bóng đen nheo mắt. Nàng biết chuyện này có khả năng có vấn đề lớn, cũng không dám dừng lại, thân hình khẽ rung lên và lập tức biến mất. Tuy nhiên lúc này Linh Viên Vương và đám yêu tướng đã không để ý tới nàng nữa. Lúc này Dương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân giống như có ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt, đặc biệt luồng tà hóa trong cơ thể làm cho thần trí của hắn cũng có chút không rõ ràng. Dương Diệp cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho thần trí của hắn có chút tỉnh táo. Không được, ta phải tìm một nơi an toàn để điều trị đã. Dương Diệp vừa chạy như điên vừa nghĩ. Hắn biết, năng lượng hầu nhi tử sinh ra không đủ để hủy diệt cơ thể của hắn. Nhưng luồng năng lượng cuồng bạo này nhất định sẽ làm cho cơ thể hắn xuất hiện chuyện tệ hại không dễ đoán được. Đặc biệt là luồng tà hỏa này, nếu như không ngừng lại, hắn có thể sẽ bị nghẹn tới tàn luôn. Sau khi đã quyết định chú ý, tốc độ của Dương Diệp tăng nhanh. Đột nhiên ầm một tiếng, Dương Diệp cảm thấy đầu mình tê dần, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Khi đứng dậy, Dương Diệp cắn đầu lưỡi của mình, sau khi đầu tỉnh táo một chút, hắn liếc nhìn xung quanh. Phát hiện ở trước mặt hắn không ngờ là một màn ánh sáng năng lượng. Rất sợ Linh Viên Vương và yêu thú đuổi theo phía sau, Dương Diệp dứt khoát lao vào tới. Cùng lúc đó, cổ tay hắn thoáng động, một đường kiếm quang bắn ra và đánh vào trên màn ánh sáng năng lượng này.
Kiếm quang tiêu tan, màn ánh sáng năng lượng lại không hề dao động. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Tiếp theo, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng lạnh, cơ thể thoáng di chuyển tới trước màn ánh sáng này. Hắn cầm kiếm trong tay, chậm rãi đâm vào phía trên màn ánh sáng. Trong mắt Dương Diệp hiện ra sự ngoan độc và thi triển pháp tắc tiêu vong. Vừa thi triển ra pháp tắc tiêu vong, Dương Diệp chợt cảm thấy huyền khí trong cơ thể mình đã biến mất. Cùng lúc đó, hắn vẫn cảm giác cơ thể mình vốn vừa được chữa trị lại nứt ra. Trong lòng Dương Diệp sợ hãi, hắn không nghĩ tới bây giờ mình thi triển lực pháp tắc lại bị cắn trả nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, Dương Diệp biết cảnh giới cùng cơ thể của mình hiện tại còn quá yếu. Bất kể là thi triển kiếm ý, kiếm vực, kiếm kỹ, hoặc là lực pháp tắc đều cần lấy cơ thể làm chỗ dựa. Với cơ thể hắn bây giờ, bản thân cảnh giới quá thấp, hơn nữa trong cơ thể có nội thương, bởi vậy căn bản không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ phát ra. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề kinh mạch mới được. Dương Diệp hít sâu một hơi và thu hồi mạch suy nghĩ, ánh mắt nhìn trên màn ánh sáng trước mặt. Lúc này nó đang run rẩy kịch liệt, càng lúc càng mỏng. Mắt Dương Diệp hiện lên sự ngoan độc, hai tay cầm kiếm chợt xoay tròn. Ầm! Màn ánh sáng lập tức ầm ầm vỡ nát, một sóng khí mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp đánh Dương Diệp bay ra mấy trăm trượng. Là, ai? Vào giây phút màn ánh sáng vỡ ra, một giọng nữ tử đầy tức giận vang vọng bên trong cốc. Trong giọng nói kia còn kèm theo sự dữ tợn cùng điên cuồng, khiến người ta nghe thôi cũng thấy tim đập nhanh. Bên ngoài sơn cốc, Linh Viên Vương và yêu thú nghe được âm thanh này, gương mặt chợt trắng bệch và trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt trừ khủng hoảng vô tận còn có sự bi ai. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có mây đen kéo đến, từng đám mây đen xuất hiện ở trên không trung của sơn cốc. Tiếp theo, một tiếng xoẹt vang lên, một tia sét từ trong mây đen đánh về phía sơn cốc bên dưới. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề kinh mạch mới được. Dương Diệp hít sâu một hơi và thu hồi mạch suy nghĩ, ánh mắt nhìn trên màn ánh sáng trước mặt. Lúc này nó đang run rẩy kịch liệt, càng lúc càng mỏng. Mắt Dương Diệp hiện lên sự ngoan độc, hai tay cầm kiếm chợt xoay tròn. Ầm! Màn ánh sáng lập tức ầm ầm vỡ nát, một sóng khí mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp đánh Dương Diệp bay ra mấy trăm trượng. Là, ai? Vào giây phút màn ánh sáng vỡ ra, một giọng nữ tử đầy tức giận vang vọng bên trong cốc. Trong giọng nói kia còn kèm theo sự dữ tợn cùng điên cuồng, khiến người ta nghe thôi cũng thấy tim đập nhanh. Bên ngoài sơn cốc, Linh Viên Vương và yêu thú nghe được âm thanh này, gương mặt chợt trắng bệch và trực tiếp ngã trên mặt đất, trong mắt trừ khủng hoảng vô tận còn có sự bi ai. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có mây đen kéo đến, từng đám mây đen xuất hiện ở trên không trung của sơn cốc. Tiếp theo, một tiếng xoẹt vang lên. Một tia sét từ trong mây đen đánh về phía sơn cốc bên dưới. Ầm. Lôi điện đánh xuống làm sơn cốc chấn động, âm thanh chấn động cả dãy núi, rất nhiều yêu thú nằm bẹp và run rẩy. A! Một tiếng kêu có phần thê lương vang vọng trong thung lũng. Một tiếng kêu có phần thê lương vang vọng trong thung lũng. Dương Diệp nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, bởi vì mức độ khủng khiếp của lôi điện này hoàn toàn không kém hơn diệt thế thần lôi lúc trước. Có người đang độ kiếp ở trong này sao? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này, tuy nhiên lúc này hắn không có tâm tình để ý tới chuyện này, bởi vì tình trạng cơ thể của hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng không dám chạy loạn, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu trấn áp luồng tà hỏa trong cơ thể. Phía chân trời, lôi điện không ngừng đánh xuống, sau khi đánh xuống 9 tia sét, đám mây đen phía chân trời mới tan đi. Mà lúc này sơn cốc đã bị san thành bình địa. Về phần Dương Diệp vẫn ngồi ở bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, uy lực sấm sét còn lại xung quanh không hề có chút ảnh hưởng nào với hắn. Nói đùa, diệt thế thần lôi hắn còn không để vào mắt, còn diệt qua, cho dù uy lực của sấm sét này rất mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn diệt thế thần lôi, hơn nữa mới chỉ có 9 đợt mà thôi, hắn sẽ sợ hãi sao? Mấy vạn năm tu hành, bây giờ chỉ một mồi lửa đã cháy sạch, ta không cam lòng, ta hận. Đúng lúc này, bên trong cốc đột nhiên vang lên một giọng nói, tuy nhiên âm thanh này lại nhanh chóng biến mất. Dương Diệp nghe được âm thanh này, nhưng chỉ thoáng cái hắn đã quên mất. Bây giờ tình trạng trong cơ thể của hắn rất tệ, hắn cũng không có tâm tư đâu mà để ý chuyện của người khác. Sau khoảng 2 canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tương đối tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Hắn thở hắt ra một hơi,
sau đó chậm rãi đứng dậy. Cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Sau khi hắn tiêu hóa năng lượng hầu nhi tử của trong cơ thể, hắn đã trực tiếp thăng cấp đến cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Không chỉ vậy, thân thể hắn cũng khôi phục lại rất nhiều, còn đạt được cơ thể tương đương với yêu thú hoàng cấp. Cho dù thực lực tăng lên thật nhiều, nhưng Dương Diệp cảm Tahashi đau đầu, bởi vì hắn phát hiện, nếu như bây giờ muốn thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả, vậy không biết phải tốn bọn họ đá năng lượng siêu phẩm. Hắn không tính toán cẩn thận, nhưng dù sao cũng là một con số khổng lồ. Dương Diệp lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, khi phát hiện sơn cốc xung quanh đã sụp xuống, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Nhìn tình cảnh trước đó, nhất định là có cường giả nào đó độ kiếp ở phía xa, cũng không biết có vượt qua không. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó hắn đi sâu vào bên trong thung lũng. Hắn quyết định đi xem thử, bởi vì hắn chợt nhớ tới trước giọng nói kia, hình như đối phương đã độ kiếp thất bại. Loại cường giả này chắc chắn có rất nhiều bảo bối, nếu như đối phương thất bại, vậy khẳng định còn lại rất nhiều bảo bối. Cho dù không thất bại, ở dưới lôi kiếp này, chắc chắn cũng bị thương nặng. Không thể phủ nhận, Dương Diệp đang đi về phía bảo bối. Ai bảo bây giờ hắn nghèo tới mức có thể nghe được tiếng tiền xu leng keng chứ? Càng đi về phía trước, vẻ mặt Dương Diệp càng nghiêm trọng. Bởi vì trên mặt đất hắn đang đứng lúc này không ngờ đỏ thắm, dĩ nhiên là bị máu tươi nhuộm đỏ. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, bởi vì ở cách hắn không xa có một con rắn nhỏ với màu sắc rực rỡ. Con rắn nhỏ rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay út đang cuốn người lại, giống như nắm đấm của một người trưởng thành. Ở trên thân con rắn nhỏ có vô số vết thương, những vết thương này giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, lộ ra da thịt màu đỏ bên trong, nhìn có chút thê thảm. Bị uy lực sấm sét còn sót lại gây thương tích sao? Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó đi tới. Bởi vì tử điêu, cho nên hắn thật ra không có ác cảm gì về yêu thú, đương nhiên ngoại trừ loại yêu thú muốn giết chết của hắn. Dương Diệp đi tới trước mặt con rắn nhỏ này, lúc con rắn nhỏ này đột nhiên mở mắt ra. Nó liếc nhìn Dương Diệp sau đó cứ nhìn như vậy. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, nói. Tiểu tử này hình như thậm chí không có cấp bậc gì, không ngờ lại có linh trí à. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, con rắn nhỏ trước mắt này chính là một yêu thú bình thường, thậm chí không có cấp bậc, nhưng ánh mắt đối phương nhìn hắn lại đặc biệt nhân tính hóa, điều này làm cho trong lòng Dương Diệp hết sức kinh ngạc. Con rắn nhỏ này vẫn đang nhìn hắn. Thú vị thật. Dương Diệp mỉm cười, sau đó thì tay ôm con rắn nhỏ này ở trong lòng bàn tay của mình. Giờ phút này, trong mắt của con rắn nhỏ này có chút tức giận. Còn tức giận à, hi hi, ngày hôm nay ta vừa thăng cấp nên tâm tình rất tốt, người thật có phúc đấy. Ngón tay của Dương Diệp điểm ở trên đầu con rắn nhỏ, sau đó một luồng tử khí phun ra khỏi đầu ngón tay hắn và tiến vào trong cơ thể của con rắn nhỏ. Làm cho huyền khí rời khỏi thân thể sẽ làm kinh mạch hắn quặn đau. Nhưng nếu như chỉ phát ra chút ít huyền khí như bây giờ, căn bản sẽ không làm cho kinh mạch của hắn xảy ra vấn đề, chẳng qua sẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Vào giây phút huyền khí tiến vào trong cơ thể của con rắn nhỏ, con người của con rắn nhỏ đột nhiên trợn tròn, bên trong xuất hiện cảm xúc bất ngờ đầy nhân tính hóa. Mấy chục hơi thở sau, vết thương trên cơ thể của con rắn nhỏ đã tốt lên, Dương Diệp mới rút ngón tay về, nói. Được rồi, người đi nhanh đi. Ở đây còn có uy lực của sấm sét sót lại, nếu như ngươi không để ý, sẽ trực tiếp bị nướng khét đấy. Nói xong, Dương Diệp đặt con rắn nhỏ ở trên mặt đất, sau đó xoay người rời đi. Vào giây phút Dương Diệp xoay người, trong đôi mắt của con rắn nhỏ này đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh, tiếp theo nó trực tiếp há miệng ra. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía nó. Một người một rắn cứ nhìn nhau như thế, thời gian giống như dừng lại. Trán Dương Diệp dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Gào! Con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng rít giận dữ, tiếp theo, nhanh chóng biến hóa thành một con chăn lớn với đủ mọi màu sắc. Vào giờ phút này, Dương Diệp ở trước mặt con chăn lớn này lại nhỏ bé giống như con rắn nhỏ ở trước mặt hắn lúc trước vậy. Ta cuối cùng đã làm gì? Nhìn con chăn lớn này rõ ràng là cấp bán thánh. Dương Diệp biết lần này hắn tìm đường chết rồi. Mấy vạn năm tu luyện, chỉ thiếu chút nữa sẽ thành thánh, bây giờ lại thất bại trong gang tấc, nhân loại, tất cả đều là vì ngươi.
Con chăn lớn mở miệng nói ra tiếng người, bên trong con ngươi đều là ánh sáng dữ tợn. Dương Diệp nuốt nước bọt, nói. Ta cũng không có làm gì cả. Có phải ngươi đã nhận nhầm người không? Nhận nhầm người, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Con chăn lớn nói xong, miệng há to và lại muốn nuốt sống Dương Diệp. Mà lúc này, cơ thể của con chăn lớn đột nhiên run lên. Sau đó Dương Diệp ngây người. Bởi vì một bóng dáng cực lớn tách ra khỏi cơ thể của con chăn lớn này, rơi vào bên cạnh. Dương Diệp chú ý nhìn, bóng dáng cực lớn này không ngờ cũng là một con chăn lớn. Hai con chăn lớn, hơn nữa còn đều là cấp bán thánh. Cơ mặt Dương Diệp khẽ giật, cổ tay trái thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trên tay trái của hắn, sau đó cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, nói, này, ta cảm thấy chúng ta có chuyện gì từ từ nói, tuyệt đối đừng động thủ, để tránh khỏi tổn thương tới hòa khí của mọi người. Cho dù Dương Diệp ngốc cũng biết, độ kiếp lúc trước chắc chắn chính là hai con chăn lớn này. Nghĩ đến đây, Dương Diệp thậm chí có lòng muốn chết. Ông trời ơi! Trước đó mình còn cứu bọn họ. Cái gì gọi là tìm đường chết, chính là đây. Dương Diệp khóc không ra nước mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên không có cách nào đối đầu được với hai vị bán thánh, đừng nói là hai vị, cho dù là một vị cũng đối đầu không nổi đâu. Tuy nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trực tiếp đầu hàng nhận lấy cái chết. Bởi vậy, lúc này huyền khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng dâng trào, chỉ cần đối phương dám động thủ. Hắn sẽ lập tức thi triển ra trạm bạt kiếm thuật cùng kiếm ý tiêu vong. Cho dù làm vậy rất có khả năng sẽ làm hắn bị đánh quay về nguyên hình, nhưng người cũng phải chết, hắn làm sao có thể chú ý được nhiều như vậy. Chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện, đúng là quá nực cười. Con chăn lớn bên trái gằn giọng nói. Nếu như không phải người phá an linh thiên trận của chúng ta làm sao có thể bị thiên đạo phát hiện. Đều tại ngươi. Làm cho kế hoạch hơn vạn năm của chúng ta bị thất bại trong gang tấc. Ngươi đáng chết. Nói xong, nó lại muốn động thủ. Dương Diệp nheo mắt, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lập tức rút kiếm. Mà vào lúc này, con chăn lớn bên phải đột nhiên nói. Tỷ tỷ, thôi đi. Hành vi của chúng ta vốn không phải chính đạo, bây giờ thất bại chỉ có thể nói là ý trời. Hơn nữa, ta thấy hắn cũng không phải cố ý. Còn nữa... Nếu như Ca Đê Hồng phải lúc trước hắn cho chúng ta một ngụm tử khí bản nguyên, thần hồn của chúng ta đều đã bị tiêu diệt. Nghe vậy, thiện cảm của Dương Diệp với con chăn lớn bên si phải lập tức bay thẳng lên, nói. Vị tiền bối này nói phải, việc đã đến nước này, ra tay nhất định sẽ không thể giải quyết được vấn đề, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Con chăn lớn bên trái tức giận nói. Nói, có gì để nói chứ? Không ăn ngươi. Thật khó giải được nỗi hận trong lòng của ta. Nói xong, miệng nó há rộng, lại muốn nuốt sống Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên quát lớn. Các ngươi biết ta là ai không? Không đợi con chăn lớn này nói gì, Dương Diệp lại vội vàng nói. Ta là đệ tử chân truyền của cổ chân nhân Thiên Kiếm Phong tại cổ kiếm trai. Nếu ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ với ta, sư tôn của ta nhất định đánh bằng đoạn thiên sơn mạch của ngươi. Lúc này Dương Diệp chỉ hy vọng cổ chân nhân gì đó có thể trấn áp được con chăn lớn này, nếu không, hắn có thể sẽ phải chết ở đây. Cổ chân nhân à! Con chăn lớn này khép miệng lại, không ra tay nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói. Ta không chỉ là đệ tử cổ chân nhân, còn được cổ kiếm trai bí mật bồi dưỡng làm kiếm chủ đời sau. Nếu ngươi động đến ta, cổ kiếm trai ta nhất định sẽ xuất hiện. Diệt sạch yêu tộc ngươi. Lúc này, con chăn lớn này đột nhiên run lên, sau đó hóa thành một nữ tử y phục màu đỏ đứng ở trước mặt Dương Diệp. Nữ tử y phục màu đỏ rất đẹp, gương mặt tinh xảo, dáng người yêu điệu, quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt của nàng đỏ thẫm, lộ ra vẻ đẹp yêu dị. Ngươi uy hiếp chúng ta sao? Nữ tử y phục màu đỏ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trong mắt có sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp cầm trường kiếm chỉ lên trời. Sau đó lạnh lùng nói. Chỉ cần ta phát ra một tiếng kiếm ngân, cổ kiếm chủ kiếm trai ta cùng sư phụ ta sẽ đến đây trong khoảnh khắc, ngươi có tin không? Ngươi có tin ta có thể tiêu diệt ngươi trước khi bọn họ tới không? Nữ tử y phục màu đỏ nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó rút kiếm về, nói. Trước đó làm hại các ngươi thất bại trong gang tấc là ta không đúng. Nhưng muội muội ngươi cũng nói, bây giờ cho dù ngươi giết ta. Ngoại trừ kết thù hận với cổ kiếm trai ta,
người cũng không chiếm được lợi gì. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, mọi chuyện đều hòa thuận là tốt nhất. Nếu như ta không nói chuyện thì sao? Nữ tử y phục màu đỏ nói. Vậy ngươi ra tay thử xem. Ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống, cùng lúc đó, kiếm của hắn lại cắm vào bên trong vỏ kiếm cổ. Không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nữ tử y phục màu đỏ nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên tay ngọc của nàng giơ ra phía trước và chộp về phía hắn. Không gian xung quanh hắn lập tức bị ép lại, áp lực cường đại làm cho hắn thiếu chút nữa đã trực tiếp thịt nát xương tan. Trong mắt hắn hiện lên lệ khí, tay phải cầm chuôi kiếm đang chuẩn bị rút kiếm. Lúc này, một nữ tử mặc váy xanh đã xuất hiện ở giữa hắn cùng với nữ tử y phục màu đỏ. Áp lực này lập tức tiêu tan. Thanh Linh, ngươi làm gì vậy? Nữ tử y phục màu đỏ có chút không vui nói. Nữ tử váy xanh lắc đầu, nói. Tỷ, hắn nói cũng không sai, chúng ta giết chết hắn, ngoại trừ có thể chút giận ra, cũng không có lợi ích gì. Ngược lại, còn có thể kết thù hận với cổ kiếm trai. Hắn quá kiêu ngạo, ta thấy khó chịu. Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Dương Diệp. Nữ tử váy xanh khẽ lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp thấy rõ gương mặt của nữ tử váy xanh. Điều làm cho hắn kinh ngạc chính là nữ tử váy xanh này giống hệt với nữ tử y phục màu đỏ, hoàn toàn là đúc từ một bản mà ra. Nếu như không phải y phục của hai người khác nhau, hắn căn bản nhận không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Nữ tử váy xanh đang muốn nói, đột nhiên, bọn họ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tiếp theo, hai nàng biến hóa nhanh chóng, hóa thành hai con rắn nhỏ trực tiếp chui vào hai ống tay áo của Dương Diệp, quấn ở trên cánh tay hắn. Dương Diệp bối rối. Nếu ngươi dám nói lung tung, chúng ta sẽ hết giết ngươi trước. Một giọng nói lạnh như băng vang lên ở trong đầu Dương Diệp, đây là giọng nói của tỷ tỷ. Kẻ thù của chúng ta tới, ngươi tuyệt đối không thể nói cho hắn biết chúng ta ở trên người ngươi. Đây là giọng nói của muội muội. Đúng lúc này, một nam tử trung niên khôi ngô xuất hiện ở đó. Nhìn thấy nam tử trung niên này, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, có thể nói thực lực của nam tử trước mắt này căn bản không yếu hơn từ thiên giả còn có thánh địa thánh chủ lúc còn là bán thánh. Bán thánh cao cấp. Nam tử trung niên tuyệt đối không để ý tới Dương Diệp, mà ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, một lát sau, hắn đột nhiên cười lạnh nói. Hai tiểu tiện nhân còn muốn trở thành thánh, đúng là quá nực cười. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nhân loại sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, ôm quyền nói với nam tử trung niên. Đệ tử chân truyền của cổ chân nhân Thiên Kiếm Phong trong cổ kiếm trai, ra mắt tiền bối. Cho dù Dương Diệp ngốc cũng biết, độ kiếp lúc trước chắc chắn chính là hai con chăn lớn này. Nghĩ đến đây, Dương Diệp thậm chí có lòng muốn chết. Ông trời ơi, trước đó mình còn cứu bọn họ. Cái gì gọi là tìm đường chết, chính là đây. Dương Diệp khóc không ra nước mắt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên không có cách nào đối đầu được với hai vị bán thánh, đừng nói là hai vị, cho dù là một vị cũng đối đầu không nổi đâu. Tuy nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trực tiếp đầu hàng nhận lấy cái chết. Bởi vậy, lúc này huyền khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng dâng trào, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn sẽ lập tức thi triển ra trạm bạt kiếm thuật cùng kiếm ý tiêu vong. Cho dù làm vậy rất có khả năng sẽ làm hắn bị đánh quay về nguyên hình, nhưng người cũng phải chết, hắn làm sao có thể chú ý được nhiều như vậy. Chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện, đúng là quá nực cười. Con chăn lớn bên trái gằn giọng nói. Nếu như không phải người phá an linh thiên trận của chúng ta làm sao có thể bị thiên đạo phát hiện. Đều tại ngươi, làm cho kế hoạch hơn vạn năm của chúng ta bị thất bại trong gang tấc. Ngươi, ngươi đáng chết. Nam tử trung niên nói xong thì vung tay phải lên, một trường phong trực tiếp xé rách không gian, đánh vào trên thân Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ra nghìn trượng, cuối cùng đập vào trên một ngọn núi. Ngọn núi sụp đổ và chôn vùi Dương Diệp ở trong đó. Sau khi nam tử trung niên kia đánh ra trường phong thì lập tức biến mất. Với hắn, múa đần giết một con kiến hôi cảnh giới tôn giả thì vung tay lên như vậy là đủ rồi. Chẳng qua hắn không ngờ sau khi hắn đi không lâu, có một bóng người từ trong đống đổ nát leo ra. Người Na Si chính là Dương Diệp, cơ thể Dương Diệp ngược lại không gì đáng ngại, bởi vì đối phương chỉ tiện tay đánh ra một đòn, tuyệt đối không lấy ra hết sức lực.
Đúng là ngu xuẩn. Đúng lúc này, nữ tử y phục màu đỏ cùng nữ tử váy xanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Cổ kiếm trai mạnh mẽ, nhưng không phải mỗi yêu tộc đều sẽ kiêng kỵ, ít nhất yêu soái vừa nãy sẽ không kiêng kỵ cổ kiếm trai của các ngươi, bởi vì yêu vương của hắn vốn đối đầu với cổ kiếm trai, người báo ra tên của cổ kiếm trai, không phải muốn chết sao? Dương Diệp không để ý tới nữ tử y phục màu đỏ, mà nhìn về phía chân trời, lúc này hắn càng phát giác thực lực của mình quá yếu, cho dù hắn khôi phục lại thực lực trước đó, cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, nhưng với linh giới này vẫn quá yếu. Xem ra, mình phải đi khắp nơi tìm kiếm đá năng lượng siêu phẩm mới được. Dương Diệp hít sâu một hơi, đứng dậy và xoay người rời đi. Cơ thể thật mạnh. Nhìn thấy Dương Diệp giống như không có việc gì, trong mắt Thanh Linh lóe lên vẻ kinh ngạc, nữ tử y phục màu đỏ cũng vậy. Phải biết rằng, cho dù trước đó người kia chỉ tiện tay đánh ra một đòn, nhưng đối phương là bán thánh cao cấp. Một đòn tiện tay của người như thế, đừng nói là cảnh giới tôn giả. Sợ rằng cường giả cảnh giới hoàng giả cũng không chịu được. Dương Diệp còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, bởi vì nữ tử y phục màu đỏ đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Chúng ta vốn đều là bán thánh cao cấp, trước đó còn có cơ hội trực tiếp bước vào thánh giả, nhưng bởi vì ngươi phá hỏng trận pháp của chúng ta, làm cho thiên kiếp xuất hiện sớm, thực lực của chúng ta không chỉ rơi xuống đến bán thánh bình thường, cơ thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng, chiến lực thậm chí không bằng bán thánh bình thường. Ngươi nói xem, khoản nợ này nên tính thế nào? Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Ngươi muốn tính thế nào? Dương Diệp nói. Dù sao ta sẽ không lấy mạng ra bồi thường đâu. Nữ tử y phục màu đỏ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Thanh Linh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Chúng ta chắc chắn không thể ở lại đây nữa, bởi vì yêu vương của chúng ta đang bế quan tu luyện, nếu để cho yêu vương của dãy núi khác. Hoặc một ít nhân loại biết tỉ muội chúng ta bị thương nặng, bọn họ nhất định sẽ tới giết chúng ta lấy đan. Cho nên, chúng ta muốn đi cùng ngươi. Đi theo ta. Dương Diệp nhíu mày nói. Không phải các ngươi đang nói đùa chứ? Thanh Linh nói. Chúng ta bị thiên kiếp đánh cho thương tích thế nào, linh khí bình thường căn bản không có cách nào chữa trị được. Thiên kiếp tiếp theo của chúng ta sắp xảy ra, nếu không nhanh chóng khôi phục lại thân thể cùng thực lực. Chúng ta nhất định sẽ chết ở dưới thiên kiếp. Huyền khí của ta có thể chữa trị thương thế của các ngươi, cho nên các ngươi muốn đi theo ta, sau đó lợi dụng huyền khí của ta để chữa thương, đúng không? Dương Diệp nói. Thanh Linh khẽ gật đầu. Dương Diệp cười, sau đó nói. Ta có lợi gì sao? Lợi ích chính là ngươi không cần chết. Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Nữ nhân, ngươi không nên lớn lối như vậy. Dương Diệp nhìn nữ tử y phục màu đỏ nói. Ngươi tự tìm chết. Nữ tử y phục màu đỏ giận dữ và muốn động thủ, Thanh Linh đã ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Chúng ta vốn có rất nhiều bảo vật, nhưng lúc trước chống lại thiên kiếp, tất cả bảo vật của chúng ta đều đã hỏng, một ít thiên tài địa bảo quý giá mà chúng ta tích góp cũng bị thiên kiếp hủy hết, cho nên. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Các ngươi theo ta cũng được, nhưng trong lúc nguy cấp. Các ngươi phải ra mặt giúp ta. Bây giờ, hắn ở thế giới này thế đơn lực bạc, nếu như có thêm hai vị cường giả giúp đỡ, vậy không thể nghi ngờ gì, chính là một chuyện tốt. Cái này có thể được, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không có cách nào giúp đỡ ngươi. Thanh Linh nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thanh Linh nói. Chúng ta bị thương rất nặng, hẳn sẽ hôn mê một thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể ra mặt giúp ngươi, hơn nữa ngươi còn cần phải truyền tử khí cho chúng ta đúng hạn. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Có thể. Cứ như vậy, bên trong ống tay áo bên trái cùng bên phải của Dương Diệp có thêm một con rắn nhỏ. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, khẽ mỉm cười. Cho dù hai con rắn nhỏ này không có cách nào giúp hắn trong thời gian ngắn, còn kèm theo nguy hiểm nhất định, nhưng nếu như lợi dụng tốt, đó cũng là hai trợ lực lớn. Dù sao bây giờ đối phương đang muốn nhờ hắn. Tuy nhiên Dương Diệp hiểu rất rõ, hắn nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực, nếu không chờ tới khi đối phương thật sự khôi phục thực lực, hắn sẽ không có khả năng có tư cách để cò kè mặc cả nữa. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, cơ thể thoáng động và nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Nhưng vào giây phút hắn rời khỏi sơn cốc, một ánh sáng màu đỏ giống như tơ máu đột nhiên xuất hiện ở cổ của hắn, muốn cắt cổ của hắn. Cùng lúc đó,
một giọng nói vang lên gần tai hắn. Từ trước tới nay chưa từng người dám cướp đồ trên tay của thanh đạo môn ta. Cho dù có thì cũng đã biến thành người chết. Bây giờ, người phải trở thành người chết. Nhưng khi tơ đỏ muốn cắt cổ của Dương Diệp lùi lại một bước và sau đó chợt đánh ra một quyền kèm theo tiếng sấm nổ mạnh, chấn động không gian. Âm! Ánh sáng đỏ kia lập tức tiêu tan. Mà trong giây phút đó, một lực lượng đặc biệt đột nhiên xuất hiện. Xung quanh hắn, giống như trước đây, Dương Diệp cảm giác máu cùng linh hồn trong cơ thể mình dường như muốn lao ra ngoài. Trong lòng Dương Diệp thấm rùng mình, không dám khinh thường nữa. Cổ tay hắn thoáng động, huyền kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn và chém xuống một kiếm. Phật! Trong không trung vang lên âm thanh giống như kiếm sắc chém nát vải bông, Dương Diệp chợt cảm thấy máu cùng linh hồn trong cơ thể mình khôi phục lại bình thường. Mà trong chớp mắt này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, rất nhiều ánh sáng màu đỏ giống như tơ máu lao ra khỏi bóng đen, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy Dương Diệp. Phá! Một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong không trung, tiếp theo liền có kiếm quang ngang dọc. Vù! Rất nhiều ánh sáng màu đỏ tản đi, bóng đen kia đã xuất hiện ở cách đó 10 trượng. Ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai. Nữ tử bóng đen đột nhiên nói chuyện. Ta là đệ tử của cổ kiếm trai, đệ tử chính tông của cổ kiếm trai. Dương Diệp cầm theo kiếm đi về phía nữ tử bóng đen kia. Đối với chuyện giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai, hắn có hơi nghiện. Đệ tử của cổ kiếm trai, vậy thì càng đáng chết hơn. Giọng nói nữ tử bóng đen vừa dứt lời, ở đó đột nhiên xuất hiện bóng đen đầy trời. Tiếp theo, rất nhiều ánh sáng màu đỏ giống như tơ máu đan với nhau thành một tấm lưới cắt về phía Dương Diệp. Lần này ánh sáng tơ máu màu đỏ lớn hơn trước gấp mấy lần, tốc độ cũng muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị những ánh sáng tơ máu màu đỏ bao vây. Phá! Giọng nói Dương Diệp vang lên. Tiếp theo, mấy đường kiếm quang nhanh chóng hiện ra những tia máu kia trong ánh sáng đỏ nhanh chóng hiện ra, tơ máu ánh sáng màu đỏ lập tức nghiền nát. Ngay sau đó, một đường kiếm quang bắn nhanh về phía nữ tử bóng đen kia với tốc độ rất nhanh. Thị huyết đoạt hồn. Cũng không thấy nữ tử bóng đen có động tác gì. Kiếm của Dương Diệp mang theo kiếm quang sáng như tuyết đã dừng ở giữa không trung, nhưng không có cách nào tiến thêm một bước. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau kiếm. Tiếp theo, hai tay Dương Diệp cầm chuôi kiếm, sau đó chợt xoay tròn. Vèo! Dương Diệp cùng kiếm trực tiếp xuyên qua bóng đen kia. Bóng đen chậm rãi tiêu tan, nhưng vẻ mặt Dương Diệp càng thêm nghiêm trọng, bởi vì cách hắn mấy chục trượng có một bóng đen đang đứng ở đó. Dương Diệp biết. Nếu như mình không thi triển ra kiếm kỹ, chỉ dựa vào lực lượng thân thể để phát động kiếm thì căn bản không có cách nào giết chết đối phương. Nhưng thi triển kiếm kỹ lại mang đến cho hắn đau đớn khó có thể chịu đựng được. Hắn cũng không muốn thi triển kiếm kỹ, đặc biệt ở bên trong núi lớn này. Hắn cũng không quên Linh Viên Vương và yêu thú. Phải mau chóng giải quyết vấn đề kinh mạch mới được. Nếu như không có vấn đề kinh mạch, hắn muốn giết đối phương, căn bản không phải là vấn đề gì khó. Bởi vì kinh mạch có vấn đề làm hắn bị hạn chế rất nhiều, hạn chế rất lớn tới việc hắn phát huy thực lực của bản thân. Trong cổ kiếm trai, có ba kiếm khách tôn giả là Lâm Tiêu, Vân Phá, Minh Thu. Ngươi là một người trong số đó sao? Nữ tử bóng đen đột nhiên hỏi. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử bóng đen, sau đó chợt đánh ra một quyền. Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử bóng đen, sau đó chợt đánh ra một quyền. Ầm! Bóng đen bị một quyền của hắn đánh tan, hai mắt Dương Diệp híp lại, không hề nghĩ ngợi xoay người lại đánh ra một quyền. Vào giây phút nắm đấm của hắn đánh ra, một đường ánh sáng đỏ vừa vặn cắt ở trên nắm đấm của hắn. Ầm! Ánh sáng màu đỏ tiêu tan, Dương Diệp lại nghiêng người tránh. Một đường ánh sáng đỏ lóe lên bên tai hắn. Tiếp theo, cơ thể hắn xoay nửa vòng, chân trái chống trên mặt đất, sau đó chân phải chợt quét về phía trái. Ầm! Một tiếng động khẽ vang lên, một bóng đen liên tục lùi về phía sau mấy bước. Mà lúc này, Dương Diệp giống như hổ đói nhào vào đàn dê, hắn tung người nhảy tới trước mặt bóng đen kia, sau đó chợt đá ra một cước này làm cho không gian cũng bị chấn động. Bịch! Bóng đen liên tục lùi lại khoảng 10 bước mới dừng lại, nhưng Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sau đó chính là một trận tấn công giống như cuồng phong bão tố. Vào giờ phút này,
nữ tử bóng đen hoàn toàn bị áp chế chặt. Dương Diệp căn bản không để cho nàng có cơ hội thi triển huyền kỹ, vẫn vật lộn sát người. Rõ ràng, vật lộn cũng không phải là thế mạnh của nữ tử. Bởi vậy, vào giờ phút này nữ tử bóng đen gần như không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động phòng ngự, thỉnh thoảng nàng sẽ phản kích, nhưng đổi lấy lại là lực tấn công mạnh hơn. Cho dù nữ tử bóng đen bị áp chế chặt, nhưng vẻ mặt Dương Diệp vẫn không thả lỏng, bởi vì thân pháp của đối phương thật sự rất kỳ lạ, khiến hắn áp chế đối phương, nhưng không thể tạo thành tổn thương gì đáng nói. Ảnh độn. Giọng nói của nữ tử bóng đen đột nhiên vang lên trong không trung, tiếp theo, cơ thể nữ tử bóng đen khẽ run lên và phát ra rất nhiều bóng đen. Vô số bóng đen, con số phải lên tới mấy nghìn, cảnh tượng rất kinh người. Dương Diệp không ra tay, mà đứng nguyên tại chỗ, bởi vì đối phương đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Quả nhiên không bao lâu, những bóng đen biến mất, mà một bóng đen đang đứng cách hắn mấy trăm trượng. Người cuối cùng là kiếm tu hay là thể tu vậy? Giọng nói của nữ tử bóng đen rất trầm, có chút bất bình cùng tức giận. Hầu nhi tử là do ngươi bảo ta cướp rồi ngươi lại khó chịu, không thua nổi sao? Đây là tác phong của thanh đạo môn ngươi à? Dương Diệp chậm rãi đi về phía nữ tử bóng đen, khóe môi nhếch lên lộ vẻ châm chọc. Ngươi có tư cách gì bình luận thanh đạo môn ta chứ? Giọng nói của nữ tử bóng đen kèm theo sát ý lạnh lẽo. Dựa vào ta mạnh hơn ngươi. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Tiếp theo, chân phải của hắn chợt đạp xuống đất một cái, quát. Nhân kiếm hợp nhất. Giọng nói của hắn vừa vang lên, một tiếng kiếm ngân vang vọng. Cùng lúc đó, một đường kiếm quang đã bắn qua nhanh như điện. Dương Diệp vốn không muốn vận dụng kiếm kỹ, nhưng nữ nhân trước mắt này căn bản không có dấu hiệu rút đi. Hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian với đối phương nữa, bởi vậy, hắn trực tiếp vận dụng nhân kiếm trong thiên tuyệt kiếm. Suy! Dương Diệp và kiếm xuyên qua bóng đen kia. Khi rút kiếm lại, trên trường kiếm trong tay Dương Diệp có chất lỏng màu đỏ, nhưng trong mắt hắn vẫn sự nghiêm trọng, bởi vì bóng đen phía sau hắn đã không thấy nữa. Một kiếm này, ngày khác trước nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Cách đó mấy ngàn trường truyền đến giọng nói của bóng đen nữ tử. Dương Diệp thu lại trường kiếm và nhíu mày. Bởi vì mạnh mẽ vận dụng huyền khí thông qua kinh mạch trong cơ thể, bởi vậy kinh mạch trong cơ thể hắn truyền đến từng trận quặn đau, cảm giác này. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu lợi dụng số lượng ít huyền khí trong cơ thể đi chăm sóc những kinh mạch bị đứt. Thật ra, hắn cũng không hiểu vì sao loại tử khí trong cơ thể mình này không thể chữa trị những vấn đề kinh mạch của hắn. Phải biết rằng, cho dù tử khí trong cơ thể hắn không bằng hồng mông tử khí thật sự, nhưng cũng rất tinh thuần. Ngay cả vết thương của hai con rắn nhỏ kia cũng có thể đủ chữa trị, nhưng vấn đề kinh mạch của bản thân hắn thì không có cách nào chữa trị được. Chẳng lẽ kinh mạch của mình còn có vấn đề gì khác sao? Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, sau đó cẩn thận dò xét kinh mạch trong cơ thể mình, nhưng tuyệt đối không phát hiện ra có gì khác thường. Thôi đi, không quan tâm là vấn đề gì, chỉ cần mở ra hồng mông tháp và lợi dụng hồng mông tử khí thật sự bên trong hồng mông tháp, nhất định có thể chữa trị được. Dương Diệp rất có lòng tin vào hồng mông tử khí. Phải biết rằng, cho đến tận bây giờ hình như không có gì mà hồng mông tháp không có thể giải quyết được. Qua một canh giờ sau, kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp đã khá hơn, vì vậy, hắn bắt đầu lên đường. Bây giờ mục đích của hắn là đi tìm Lục Uyển Nhi, bởi vì đối phương là người quen đầu tiên hắn nghe được sau khi đi tới linh giới này. Tìm được đối phương, có lẽ có thể biết được chỗ của đám người An Nam Tĩnh và Vũ Tịch. Đi tới linh giới này, ngoại trừ muốn mạnh hơn, hắn còn có một mục đích là đoàn tụ với người nhà. Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn trực tiếp đi tìm Lục Uyển Nhi, bởi vì hắn căn bản không biết Lục Uyển Nhi ở ngọn núi nào của Cổ Kiếm Trai. Cho dù biết, hắn cũng không biết đi thế nào. Bởi vậy, hắn về Thiên Phong Thành, chuẩn bị đi hỏi Phạm Ly ở Thiên Phong Thành trước, cũng thuận tiện thăm Phạm Mộng. Cha cha, đại thiếu Diệp gia này quả nhiên có phúc khí, không chỉ cưới đại tiểu thư Phạm gia. Ngay cả nhị tiểu thư cũng muốn cưới, cha cha, song phi, quả nhiên là phúc khí tốt. Còn không phải sao, ban đầu đại thiếu của Diệp gia chỉ có hôn ước với đại tiểu thư Phạm gia. Nhưng ai bảo người ta gia nhập Đoạn Đao Sơn Trang, có Đoạn Đao Sơn Trang thế lực cấp bạch ngân này làm chỗ dựa, đừng nói đại thiếu Diệp gia muốn cưới hai vị tiểu thư của Phạm gia, cho dù xem hai vị tiểu thư Phạm gia làm thiếp thất, Phạm gia cũng không dám nói gì.
Nghe nói người của Thiên Cương Thành đứng ra giúp Phạm gia. Thiên Cương Thành, đừng có nói đùa, bây giờ bản thân bọn họ cũng khó bảo đảm được. Nghe nói lúc này Ngự Thú Tông cùng mấy thế lực cấp Bạch Ngân đang bao vây tấn công Thiên Cương Thành của bọn họ. Ôi, Lý Tiểu Thư, Thiên Cương Thành cũng là một đại mỹ nhân. Ngươi nói xem, nếu Thiên Cương Thành bị phá, vậy kết quả của Lý Tiểu Thư sẽ thê thảm tới MWCSN nào. Có câu nói không sai, xưa này hồng nhan đều bạc mệnh. Ôi, sau này Thiên Phong Thành sẽ do một nhà Diệp gia độc quyền, từ nay về sau Thiên Phong Thành này có lẽ sẽ đổi thành họ Diệp mất. Dương Diệp vừa vào Thiên Phong Thành đã nghe được mấy người nói chuyện. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, chân phải của hắn chợt đạp xuống đất một cái và lập tức biến mất. Phạm gia. Lúc này xung quanh Phạm gia đang bị người vây quanh, mà ở cửa lớn của Phạm gia có hai kiệu hoa lớn màu đỏ. Phía trước có một người thanh niên đang đứng. Đột nhiên, cửa mở ra, một người nữ tử mặc váy đỏ đi ra. Đó là Phạm Ly. Diệp Vũ, người muốn cưới ta, ta đã đáp ứng, nhưng mong người hãy buông tha cho muội muội ta. Phạm Ly lạnh lùng nói. Người thanh niên tên là Diệp Vũ kia cười lạnh, nói. Phạm Ly, bây giờ nàng đã không có tư cách cò kè mặc cả với ta nữa. Ta cho nàng thời gian nửa khắc, nhanh chóng bảo muội muội của nàng đi ra, sau đó cùng nhau theo ta quay về Diệp gia. Nếu không, hôm nay trừ hai tỷ muội các nàng ra, Phạm gia ngay cả chó gà cũng không tha. Đúng lúc này, Phạm Mộng đột nhiên chạy ra, sau đó căm tức nhìn Diệp Vũ, nói. Diệp Vũ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám bắt nạt ta với tỷ tỷ của ta, Dương Diệp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi biết Dương Diệp sao? Hắn rất lợi hại, hắn sẽ diệt Diệp ra ngươi. Ta không phải đang đùa giỡn với ngươi đâu. Dương Diệp. Vẻ mặt Diệp Vũ trở nên dữ tợn. Ta ghét nhất là nữ nhân của mình nhắc tới nam nhân khác trước mặt ta. Ta cứ muốn nói đấy. Phạm Mộng đột nhiên tức giận nói. Diệp Vũ, ta cho ngươi biết, cho dù ta với tỷ tỷ của ta gả cho Dương Diệp cũng sẽ không gả cho ngươi. Vẻ mặt Diệp Vũ càng thêm dữ tợn, hắn xoay người nhìn về phía một lão già bên cạnh, nói. Giết chết tất cả những người tên Dương Diệp bên trong Thiên Phong Thành cho ta. Không. Giết chết tất cả những người có liên quan đến kẻ có tên là Dương Diệp. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Phạm Mộng nói. Tốt, rất tốt, còn chưa trở thành nữ nhân của ta đã có xu thế đầy hứa hẹn cắm sừng cho ta. Chờ tới khi nàng trở thành nữ nhân của ta thì còn thế nào nữa? Hôm nay, ta phải giết gà dọa khỉ. Nói xong, trong mắt hắn chợt lóe lên sự phóng túng. Sau đó bắt đầu cởi áo choàng dài của mình ra. Hai tỷ muội Phạm Mộng biến sắc, Phạm Ly phẫn nộ quát. Diệp Vũ, ngươi làm gì? Trong mắt Diệp Vũ đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Hôm nay ta phải động phòng cùng muội muội nàng ở đây, ha ha. Tất cả con cháu Diệp gia nghe đây, chờ thiếu gia ta hưởng thụ xong, các ngươi đều có phần. Nói xong, hắn trực tiếp cởi ra áo choàng dài, sau đó đi về phía hai tỷ muội Phạm Mộng. Con chim ngươi nhỏ như vậy, có thể cho chó ăn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một đường kiếm quang xẹt qua. A! Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm vang lên, phía dưới thân của Diệp Vũ đột nhiên bắn ra một vài máu dài chừng một trường. Mọi người hóa đá, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vũ vang vọng. Dương Diệp! Khi Phạm Mộng nhìn thấy Dương Diệp, nàng lập tức mừng rỡ kêu lên. Phạm Ly ở bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt thả lỏng. Khi nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng có chút phức tạp. Người tới tất nhiên là Dương Diệp, hắn ở của thành nghe được Phạm gia gặp chuyện không may, liền lập tức chạy tới. Không nghĩ tới mình vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Vũ như vậy. Hắn không nhịn được nữa, trực tiếp phát động kiếm khí biến đổi phương thành thái giám. Lúc này, đám người Diệp gia mới lấy lại tinh thần, một người thanh niên nhìn thấy Dương Diệp lúc, kinh hãi nói. Là ngươi. Dương Diệp nhìn lại, khi nhìn thấy người thanh niên kia, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sáng sắc bén, hắn nhận ra người này. Trước đây khi hắn vừa đến linh giới, gặp phải Phạm Ly, bên cạnh Phạm Ly còn có một nam nhân. Lúc đó, chỉ vì Phạm Ly tới gần hắn và nói một câu, hắn đã bị người nam nhân trước mặt này đá một cước, lúc đó hắn thiếu chút nữa đã bị đá cho tan xương nát thịt. Dương Diệp chậm rãi đi về phía người thanh niên kia, nói. Ta còn nhớ rõ ngươi. Ngươi tên là Diệp Lang, con người ta làm việc tương đối công bằng, trước đây ngươi đá ta một cái,
bây giờ ta lại trả lại ngươi một đá. Ta bảo đảm, sau một đá sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Nói xong, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Ở trong mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Lang trực tiếp bay ra ngoài khoảng mấy trượng, toàn thân Diệp Lang trực tiếp nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát. Mọi người hoảng hốt. Ngươi là ai? Lúc này, Diệp Vũ dừng kêu la thảm thiết, hắn ngồi co quắp dưới đất, nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ oán độc. Ngươi không phải mới vừa muốn tìm ta sao? Thân hình của Dương Diệp thoáng động, đi tới trước mặt Diệp Vũ, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi chính là Dương Diệp. Diệp Vũ không ngờ, Phạm Mộng nói là sự thật, thực lực của Dương Diệp này lại khủng khiếp như vậy. Dương Diệp không nói nhiều, đầu ngón chân khẽ giật và đang muốn ra tay, Phạm Ly đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói. Tạm thời để lại cho hắn một mạng đi. Diệp gia hắn có 5 cường giả cảnh giới hoàng giả, một người trong đó còn là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm. Diệp gia ta chỉ có 3 cảnh giới hoàng giả, hơn nữa lúc này bọn họ có đoạn đao sơn trang làm chỗ dựa vững chắc, Diệp gia ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đồ khốn kiếp! Đúng lúc này, Diệp Vũ bỗng nhiên nói với vẻ dữ tợn. Ta muốn 2 tỷ muội các ngươi sống không bằng chết, ta muốn tất cả người của Phạm gia đều phải chết hết. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Còn cả ngươi nữa, ta muốn tiêu diệt 10 tộc của ngươi, không ta muốn để cho cả người Thiên Phong Thành lần lượt làm tất cả cả nữ tính nhà ngươi, ta muốn tất cả những người có liên hệ với ngươi đều sống không bằng chết. Vẻ mặt Phạm Ly nhìn rất khó coi, Dương Diệp lắc đầu, nói. Xem đi, nghe lời của ngươi nói, hắn đắc ý lên rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Diệp Vũ, nói. Có phải ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi, cho nên ngươi mới không sợ hãi, lớn lối như vậy hay không? Ngươi dám không, ngươi dám không? Trong mắt Diệp Vũ đầy vẻ điên cuồng. Diệp gia ta có 5 vị cảnh giới hoàng giả, gia gia ta chỉ thiếu nửa bước đã có thể đạt được cảnh giới thánh giả. Tỷ tỷ của ta lại là nữ nhân của thiếu chủ đoạn đao sơn trang. Ngươi dám động vào ta sao? Ngươi dám không? Dương Diệp lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Phạm Ly, nói. Bây giờ ta cuối cùng đã hiểu rõ vì sao ngươi không muốn gả cho hắn. Nói thật, giống như Tiểu Mộng nói, các ngươi gả cho hắn còn không bằng gả cho ta, cho dù ta khó coi một chút, nhưng ít ra mạnh hơn người này đấy. Phạm Ly. Dương Diệp nói xong thì xoay người nhìn về phía Diệp Vũ, người này còn muốn nói gì đó, chân Dương Diệp đã chợt quét về phía đầu của Diệp Vũ. Mà vào lúc này, vèo 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 vèo, phía chân trời có 4 đường ánh sáng lướt tới. Tiếp theo, một giọng nói đột ngột vang lên. Làm càn. Sau đó, một đường ánh sáng trắng bắn nhanh về phía Dương Diệp với tốc độ như điện xẹt. Nhưng chân của Dương Diệp căn bản không dừng lại. Bốp! Đầu của Diệp Vũ trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi giống như suối phun ra khỏi cổ của Diệp Vũ. Một bước đá bay đầu của Diệp Vũ xong, cơ thể Dương Diệp chợt xoay tròn và đánh ra một quyền. Ánh sáng trắng kia lập tức tiêu tan. Mà ở trước mặt Dương Diệp có thêm 4 lão già, tất cả đều cảnh giới hoàng giả, nhưng cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả hạ phẩm. Vũ Nhi, một lão già trong đó nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Diệp Vũ, khóe mắt lập tức muốn nứt ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn có dòng nước mắt tràn ra. Hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ điên cuồng cùng sát ý. Không giết ngươi, Diệp Thiên Nam ta thể không làm người. Mà 3 lão già bên cạnh hắn cũng trầm mặt xuống, mắt lộ ra sát ý nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng vào lúc này, Phạm Ly đột nhiên phẫn nộ quát. Ra ra, đại bá, tam thúc, nếu như bây giờ các ngươi còn không ra, vậy từ nay về sau ta cùng Tiểu Mộng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Phạm gia. Yên lặng trong chớp mắt, 3 lão già bay ra khỏi Phạm gia và hạ xuống bên cạnh Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Một lão già trong đó liếc nhìn Dương Diệp rồi nhìn Diệp Vũ đã chết. Sau đó khẽ thở dài, nói. Thiên Nam huynh, ta thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, ôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi là ai, vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của Phạm gia ta cùng Diệp gia? Dương Diệp có chút bối rối. Rốt cuộc cường giả cảnh giới hoàng giả của Phạm gia đứng ở bên kia à? Hắn không hiểu nhìn về phía Phạm Ly cùng Phạm Mộng, vẻ mặt 2 tỷ muội Phạm Ly nhìn rất khó coi. Lúc này, Phạm Mộng không vui nói. Gia Gia, Diệp Vũ là loại người nào, chẳng lẽ Gia Gia còn không biết sao? Nhưng Gia Gia biết còn muốn gả với tỷ tỷ cho hắn,
Gia Gia làm vậy chính là đẩy ta với tỷ tỷ vào trong hố lửa đấy. Làm càn. Lão già kia tức giận nói. Thiếu gia Diệp Vũ là thiên tài đứng đầu Thiên Phong Thành, cho dù bình thường có chút phong lưu, nhưng điều này cũng rất bình thường, thử hỏi nam nhân có người nào không phong lưu. Tỷ muội các ngươi gả cho hắn, sau này chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không hết, Diệp gia ta cũng có thể theo đó mà được nhờ, nhưng các ngươi thì hay rồi. Nói xong, hắn chỉ vào Dương Diệp, nói. Ta hỏi các ngươi, hắn là ai? Nghe thấy lão già nói vậy, Phạm Mộng lập tức oan ức chảy nước mắt xuống. Trong mắt Phạm Ly cũng có ánh nước. Phạm không, ngươi cho rằng nói như vậy thì Diệp gia ta sẽ bỏ qua cho Phạm gia ngươi sao? Diệp Thiên Nam gằn giọng nói. Ban đầu ta kể tình Diệp gia ta cùng Phạm gia ngươi kết làm thân gia, Diệp gia ta không tính ra tay với Phạm gia ngươi, nhưng không nghĩ tới. Nói đến đây, Diệp Thiên Nam nhìn về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly, nói. Đều là hai kẻ đê tiện các ngươi. Chờ sau khi ta tiêu diệt Diệp gia sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi, treo các ngươi ở cửa thành, để các ngươi trở thành nữ nhân của tất cả nam nhân trong Thiên Phong Thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng trắng bệch, trực tiếp trốn đến phía sau của Dương Diệp. Phạm Ly cũng dịch lại gần hắn. Còn ngươi nữa? Diệp Thiên Nam đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, chợt đối phương trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt hắn, sau đó một nắm đấm trực tiếp đánh về phía đầu hắn. Diệp Thiên Nam biến sắc, hắn không ngờ Dương Diệp lại trực tiếp ra tay, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản không có cơ hội né tránh, bất đắc dĩ chỉ có thể nắm tay, sau đó đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Rắc rắc, nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, mặt Diệp Thiên Nam lại đột nhiên biến sắc, bởi vì tay hắn đã trực tiếp bị gãy xương. Hắn đang muốn lui, Dương Diệp đã xông tới, sau đó tay phải đánh một quyền vào bụng của hắn. Diệp Thiên Nam phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiên nhai chỉ xích. Giọng nói Dương Diệp vang lên lần nữa và xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt Diệp Thiên Nam. Tiếp theo, Diệp Thiên Nam cảm giác cổ mình căng ra. Khi chú ý nhìn đã thấy Dương Diệp nắm lấy cổ hắn. Giờ phút này, Diệp Thiên Nam kinh hãi gần chết. Từ lúc Dương Diệp ra tay đến khi kết thúc cũng chưa tới hai hơi thở. Bởi vậy, rất nhiều người còn chưa lấy lại tinh thần. Diệp Thiên Nam đã bị Dương Diệp nắm trong tay giống như một con gà con nhỏ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cường giả cảnh giới hoàng giả Diệp gia cùng đám người Phạm gia đều biến sắc, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Diệp Thiên Nam là cảnh giới hoàng giả, nhưng kém hơn Lăng Tinh và nữ nhân Thanh Đạo Môn kia rất nhiều. Bất kể là ý thức chiến đấu hay huyền kỹ đều vậy. Ngươi cuối cùng là ai? Một cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia kinh hãi nhìn Dương Diệp. Trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Thực lực của Diệp Thiên Nam không thể thấp hơn hắn, nhưng lại dễ dàng thua trong tay của Dương, hắn làm sao không sợ hãi được. Lúc này trong mắt Diệp Thiên Nam đầy vẻ hoảng sợ, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Dương Diệp ném Diệp Thiên Nam xuống đất, Diệp Thiên Nam vừa định động thì chân của Dương Diệp đã dẫm lên bụng của hắn, lực lượng cường đại này trực tiếp làm cho nửa người của hắn chấn động. Diệp gia ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, gầm hét lên. Dương Diệp không nói gì, mà chân chậm rãi động, vẻ mặt Diệp Thiên Nam càng thêm trắng bệch, hắn dường như đã biết Dương Diệp muốn làm gì, trong mắt rất kinh hãi. Từ bụng của Diệp Thiên Nam có một tiếng động khẽ vang lên. Đan điền bị nghiền nát. Diệp Thiên Nam tiêu đời. Dương Diệp rút chân lại và nhìn lướt qua đám người Diệp gia, nói. Các ngươi, ai còn muốn lên? Ba gã cường giả cảnh giới hoàng giả còn lại thầm kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người, sau đó nhìn về phía Phạm Mộng nói. Đừng ở Diệp gia nữa, đi theo ta. Phạm Mộng không hề do dự, vội vàng khẽ gật đầu, nói. Còn có tỷ tỷ nữa. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng lúc này, gia gia của Phạm Mộng đột nhiên phẫn nộ quát hắn. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm như thế sẽ mang tới tai họa ngập đầu của Phạm gia ta, ngươi. Đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn cảm giác cổ của mình bị người bóp chặt. Ngươi, gia gia của Phạm Mộng hoảng hốt. Phạm Ly đang muốn nói gì đó. Rắc rắc, một tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. Gia gia Phạm Mộng lập tức trợn tròn hai mắt,
trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng bao lâu, sắc thái trong hai mắt hẳn dần phai nhạt. Tay phải Dương Diệp hất ra, thi thể của lão già trực tiếp bị ném thành một bãi thịt nát. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Gia gia này sống sót không có lợi với nàng, cho nên hắn chết vẫn tốt hơn. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn hai cường giả còn lại của Phạm gia, nói. Bọn họ có từng bắt nạt nàng chưa? Trong lòng hai cường giả cảnh giới hoàng giả của Phạm gia sợ hãi. Bọn họ thật sự sợ hãi Dương Diệp. Ở trong tay Dương Diệp, hai cảnh giới hoàng giả gần như không có sức đánh trả, bọn họ làm sao không sợ hãi được. Không chỉ hai cảnh giới hoàng giả của Phạm gia sợ hãi, ngay cả đám người Diệp gia cũng sợ hãi. Bởi vậy, cho dù Dương Diệp giết Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ của Diệp gia, bọn họ cũng không dám ra tay. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Mộng vội vàng lắc đầu. Cho dù nàng cũng không thích đại bá cùng tam thúc của mình, nhưng điều này cũng không đại biểu nàng hy vọng bọn họ chết đi. Dương Diệp nhìn đám người Phạm gia, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói. Chuẩn bị một chiếc vân câu tới đây. Vân câu là một loại xe ngựa, tuy nhiên không phải là ngựa bình thường, mà là thiên mã. Phạm Ly khẽ gật đầu, cho dù nàng sắp rời khỏi Phạm gia, nhưng lúc này nàng vẫn có lực uy hiếp rất lớn với Phạm gia. Bởi vậy, không bao lâu, một chiếc vân câu đã xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Các ngươi lên xe trước. Dương Diệp nói. Phạm Mộng có chút lo lắng cho Dương Diệp, bởi vậy vẫn do dự. Phạm Mộng lại trực tiếp kéo nàng đi vào trong xe ngựa. Nàng biết, thực lực của mình cùng muội muội căn bản không giúp được Dương Diệp, không chỉ không giúp được, trái lại còn có thể làm liên lụy tới hắn. Các hạ là ai? Nhìn thấy Dương Diệp muốn đi, một cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia đi ra, trầm giọng nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cường giả cảnh giới hoàng giả kia, khóe miệng cong lên lộ vẻ châm chọc, nói. Muốn báo thù sao? Có thể. Diệp gia ngươi có bản lĩnh thì tới Thanh Đạo môn tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người ngồi lên vân câu, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào thiên mã, nó hí lên một tiếng và trực tiếp biến mất. Thanh Đạo môn. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Đám người Diệp gia toát mồ hôi lạnh. Thanh Đạo môn, Thanh Đạo môn là thế lực cấp bạch kim. Tìm bọn họ báo thù sao? Đó không phải là ngại mạng quá dài à? Đừng nói báo thù. Lấy phong cách hành sự của Thanh Đạo môn, có lẽ Diệp gia chết hai người vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Vèo 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 vèo. Đúng lúc này, một lão già cùng một nữ tử và hai nam tử xuất hiện. Diệp Chiến. Nhìn thấy lão già này, hai lão già còn lại của Phạm gia đều biến sắc. Bởi vì lão già này chính là lão tổ của Diệp gia, cũng là một cường giả cảnh giới hoàng giả thượng phẩm duy nhất bên trong Thiên Phong Thành. Khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ, Diệp Chiến cùng nữ tử bên cạnh hắn đột nhiên lộ vẻ dữ tợn. Là ai? Lão già nhìn về phía một cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia. Không quan tâm hắn là ai, ta cũng muốn hắn phải chết để an ủi linh hồn của phụ thân ta cùng đệ đệ ta ở trên trời. Nữ tử bên cạnh lão già thâm trầm nói. Ha ha, không nghĩ tới có người cũng dám không nể mặt Đoạn Đao Sơn Trang TS. Nam tử bên cạnh cầm tay của nữ tử kia, nói. Ngọc Nhi yên tâm, không quan tâm người này là ai, Đoạn Đao Sơn Trang ta chắc chắn sẽ làm chủ cho Diệp gia nàng. Hắn nói hắn là người của Thanh Đạo Môn. Lúc này, cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia bỗng nhiên nói. Trên mặt hắn có phần cay đắng, bởi vì, nếu như Dương Diệp kia thật sự là người của Thanh Đạo Môn, vậy hai người của Diệp gia đã chết vô ích rồi, có khả năng còn phải tìm cách xoa dịu cơn giận của Thanh Đạo Môn. Nếu không, không chỉ Diệp gia. Sợ rằng ngay cả Đoạn Đao Sơn Trang có quan hệ với Diệp gia cũng khó thoát khỏi diệt vong. Từ trước đến nay, Thanh Đạo Môn làm việc đều chó gà không tha. Thanh Đạo Môn. Diệp Chiến cùng Diệp Ngọc nghe được ba chữ này cũng biến sắc. Lúc này sát ý trong mắt hai người đã hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn vẻ nghiêm trọng cùng kiêng kỵ. Cho dù Thanh Đạo Môn ở ngoài xa trăm vạn dặm, nhưng bọn họ có thể ảnh hưởng tới tất cả Thanh Châu. Một thế lực như thế muốn tiêu diệt Diệp gia thì không cần phải nói một câu, chỉ cần đối phương biểu hiện ra chút bất mãn với Diệp gia có khả năng sẽ tan thành mây khói. Thanh Đạo Môn. Nam tử bên cạnh Diệp Ngọc đột nhiên nhíu mày, sau đó nhìn về phía nam tử bên phải hắn. Người này có dáng vẻ khá khác thường, toàn thân mặc áo bào màu đỏ, hai mắt là màu đỏ tươi, vô cùng quỷ dị.
Cho dù hắn không nói gì, nhưng làm tất cả mọi người ở đó cảm giác rất nguy hiểm. Nam tử áo bào đỏ nhíu mày, nói. Hắn nói hắn là người của Thanh Đạo Môn sao? Cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia gật đầu và nói. Lúc hắn rời đi đã nói như vậy. Nam tử áo bào đỏ cân nhắc một lát, sau đó nói. Ta sẽ đi điều tra một lát, xem có đệ tử nào trong Thanh Đạo Môn ta đi tới Thiên Phong Thành này. Nói xong, cơ thể hắn khẽ run lên, sau đó lập tức biến mất. Đoạn Lang, ngươi, người bạn này của ngươi là người của Thanh Đạo Môn sao? Diệp Ngọc kinh hãi nói. Đám người Diệp gia cũng kinh ngạc nhìn nam tử bên cạnh Diệp Ngọc. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới đối phương có quen biết với người của Thanh Đạo Môn. Nam tử bên cạnh Diệp Ngọc gật đầu cười, nói. Liễu Sát Huynh là đệ tử của nhân môn trong ba môn của Thanh Đạo Môn. Ta với hắn ngẫu nhiên gặp nhau, bởi vì tính tình mọi người hợp nhau nên kết giao thành bằng hữu. Ngọc Nhi yên tâm, nếu như Dương Diệp đúng là đệ tử của Thanh Đạo Môn, với địa vị của Liễu Sát Huynh ở trong Thanh Đạo Môn, nhất định có thể hóa giải ân oán giữa Diệp gia với hắn. Nếu như hắn không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn, hừ, giả mạo đệ tử của Thanh Đạo Môn chính là khiêu khích Thanh Đạo Môn, lấy phong cách hành sự của Thanh Đạo Môn, Dương Diệp này chắc chắn phải chết. Diệp Ngọc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Phạm gia, nói. Đệ ta cùng phụ thân chết thảm đều là vì Phạm gia này, hôm nay một người của Phạm gia cũng đừng mong sống sót. Theo Diệp Ngọc vừa dứt lời, cuộc giết chóc bắt đầu. Chấm chấm chấm. Trên bình nguyên, một chiếc vân câu chạy nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, nó đi qua nơi nào đều mang từng tiếng nổ. Trong xe ngựa, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, không ngừng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm do Phạm Ly lấy ra. Đừng thấy lúc trước hắn dễ dàng giết chết hai cảnh giới hoàng giả trong nháy mắt, thật ra hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, chính là vận dụng huyền kỹ thân pháp, thiên nhai chỉ xích, chỉ đơn thuần lấy tốc độ của cơ thể, căn bản không đủ để cho hắn giết chết cảnh giới hoàng giả trong nháy mắt. Mà ở trường hợp này, nếu như không vừa ra tay đã trấn áp những người kia, hắn nhất định bị bao vây tấn công. Mà khi đó, hắn sẽ trả giá lớn hơn bây giờ rất nhiều. Kinh mạch quặn đau chỉ là chuyện nhỏ, dù sao đau đớn dữ dội này còn không phải là đặc biệt chí mạng với hắn, nhiều lắm chỉ đau khổ một chút. Vấn đề thật sự là hắn phát hiện mình vận dụng huyền khí bình thường cũng làm cho vấn đề kinh mạch trong cơ thể hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Hắn phát hiện kinh mạch trong cơ thể hắn lúc càng nứt to. Phải mau chóng mở ra hồng mông tháp. Dương Diệp biết chỉ có thể mượn hồng mông tử khí bên trong hồng mông tháp mới hoàn toàn chữa trị được vấn đề kinh mạch. Cũng chỉ có hồng mông tử khí, hắn mới có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong của mình trong thời gian nhanh nhất. Ngoại trừ khôi phục cảnh giới ra, còn có một thứ hắn cũng phải tìm cách khôi phục, đó chính là kiếm ý. Cho dù bây giờ thành tựu của hắn ở trên phương diện kiếm đạo đã rất mạnh, nhưng không có kiếm ý, điều này làm cho chiến lực bản thân hắn giảm đi rất nhiều. Rất lâu sau, Dương Diệp hấp thu hơn 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, vấn đề kinh mạch trong cơ thể mới tạm thời bị hắn ngăn chặn, cảm giác quặn đau cũng đã giảm đi rất nhiều. Chỉ có một vấn đề khiến hắn có chút đau đầu, đó chính là ăn hơn 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, đừng nói cảnh giới của hắn nâng cao, thậm chí không có chút động tĩnh nào cả. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác để tăng lên tới cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện Phạm Mộng đang ngồi ở trước mặt hắn, sau đó hai tay chống cằm nhìn hắn không hề chớp mắt. Dương Diệp mỉm cười, nói. Nhìn ta làm gì, không sợ đêm nằm thấy ác mộng sao? Phạm Mộng đột nhiên thò tay ra xoa những vết sẹo trên má trái của Dương Diệp, nói. Ngươi nhất định là rất đau đi. Nhìn vẻ đau lòng trong mắt Phạm Mộng, trong lòng Dương Diệp ấm áp, nói. Cái này không là gì cả, trước đây ta chịu khổ còn hơn thế này nhiều. Hắn cũng không nói dối, nghĩ tới trước đây bị Mạc Lão sử dụng U Minh Quỷ Hỏa luyện cơ thể, cảm giác đó. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Trước đây ngươi còn thảm hơn sao? Phạm Mộng lại hỏi, nàng nhớ, trước đây Dương Diệp ở Diệp gia chỉ là một người cảnh giới phàm nhân, hơn nữa còn là một người chăn ngựa. Mặc dù mới chăn có mấy ngày. Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, nàng cũng muốn biết vấn đề này. Phải biết rằng, trước đây khi nàng nhìn thấy Dương Diệp còn không thể cử động được. Dương Diệp im lặng. Không thể nói sao? Phạm Mộng khẽ hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Trước đây ta cùng với rất nhiều người đối đầu với một kẻ địch rất mạnh,
rất nhiều người trong chúng ta đều chết. Mặc dù ta không chết, nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Khi ta gặp tỷ tỷ nàng chính là lúc ta bị thương nghiêm trọng nhất. Đến bây giờ, vết thương này vẫn chưa khôi phục được. Có phải trước đây người rất lợi hại không? Phạm Mộng lại hỏi. Dương Diệp khẽ xoa đầu Phạm Mộng, nói. Tính là vậy. Vậy lợi hại tới mức nào? Có lợi hại như lão tổ của Diệp gia không? Hắn là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, nghe nói chỉ thiếu nửa bước liền có thể bước vào bán thánh. Phạm Mộng nói. Loại người như hắn, ta có thể đánh 100. Dương Diệp nói. Đúng lúc này, bên ngoài Vân Câu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp, người giết nhi tử cùng tôn tử của ta, hôm nay lão phu phải tiêu diệt cả thần hồn của ngươi. Phạm Mộng chớp chớp mắt, nói. Hắn chính là lão tổ của Diệp gia, ngươi nói ngươi có thể đánh 100. Dương Diệp. Cố gắng chờ bên trong này. Dương Diệp búng một cái vào trán của Phạm Mộng, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lướt ra ngoài Vân Câu. Ở cách Vân Câu không xa có ba lão già, hai người thanh niên, một nữ tử đang đứng. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lão già một lát, cuối cùng nhìn sang người thanh niên mặc áo bào màu đỏ. Tuy nhiên hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, gần giọng nói. Đã bao nhiêu năm, tự nhiên có người dám chủ động tới thanh đạo môn ta tìm xui xẻo. Không thể không nói, Diệp gia ngươi đúng là rất lợi hại đấy. Ngươi bớt nói linh tinh đi. Diệp Chiến phẫn nộ quát. Chết đến nơi rồi mà ngươi còn dám giả vờ, ngươi căn bản không phải là đệ tử của thanh đạo môn gì cả. Dương Diệp nhún vai, nói. Ngươi nói ta không phải, vậy các ngươi ra tay đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt Diệp Chiến giật một cái. Hắn muốn động thủ nhưng có chút e ngại, bởi vì nếu như Dương Diệp trước mắt này thật sự là đệ tử của thanh đạo môn, vậy Diệp gia thật sự sẽ bị diệt tộc, không chỉ muốn bị diệt tộc, ngay cả đắn cũng phải rơi vào một kết quả chết không toàn thây. Nhi tử và tôn tử không còn thì có thể sinh, nhưng mạng của mình không còn, này cái gì cũng kết thúc. Suy nghĩ đến đây, Diệp Chiến nhìn về phía nam tử áo bào đỏ Liễu Sát và lập tức sửng sốt. Bởi vì Liễu Sát đã biến mất, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Sát xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Liễu Sát cách Dương Diệp không đến một trượng, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười dữ tợn, nói. Không thể không nói, ta vẫn bội phục dũng khí của ngươi, ở trong Thanh Châu này, không thể nói là không có ai dám hành động dám giả mạo thanh đạo môn ta, nhưng tuyệt đối không đến hết một bàn tay. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không nghĩ tới mình có thể gặp phải một đệ tử của thanh đạo môn. Nhưng chẳng bao lâu, hắn bình tĩnh lại, sau đó cười lạnh nói. Ngươi là người của thanh đạo môn sao? Đúng là quá nực cười, tự nhiên có người dám giả mạo đệ tử của thanh đạo môn ta ở ngay trước mặt ta, quả nhiên là quá nực cười. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đám người Diệp Chiến, nói. Diệp gia ngươi quả thật quá giỏi. Cũng dám cấu kết với kẻ giả mạo người của thanh đạo môn ta, đúng là quá giỏi rồi. Sắc mặt đám người Diệp Chiến thoáng biến đổi, có chút nghi ngờ liếc nhìn Liễu Sát. Lúc này, bọn họ không chắc trong hai người kia, rốt cuộc người nào mới là người của thanh đạo môn. Diệp Ngọc nhìn về phía nam nhân của mình, người thanh niên kia liếc nhìn Liễu Sát, trong mắt có phần hỏi thăm. Tự tìm chết. Nhìn thấy Dương Diệp ngụy biện, Liễu Sát phẫn nộ hét lên một tiếng, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Tiếp theo, từ trong cơ thể hắn có một ánh sáng đỏ bắn ra, sau đó ép về phía Dương Diệp. Sát ý, sát khí tầng 8. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Diệp Chiến chợt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Liễu Sát đã lĩnh ngộ sát khí tầng 8. Kinh ngạc, đồng thời bọn họ cũng tin tưởng vào thân phận của Liễu Sát. Phải biết rằng, thanh đạo môn đều là hạng người có thủ đoạn độc ác, gần như tay của mỗi đệ tử thanh đạo môn đều dính máu tươi. Liễu Sát là sát khí tầng 8 thì nhất định là đệ tử của thanh đạo môn không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, sát ý bình thường đều là lĩnh ngộ được trong lúc giết người. Sau khi xác nhận thân phận của Liễu Sát, Diệp Chiến lại muốn ra tay. Mà lúc này, hắn lại trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ Diệp Chiến, ngay cả Liễu Sát cũng trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì trong giây phút ánh sáng đỏ của Liễu Sát bao phủ về phía Dương Diệp lúc, Dương Diệp tuyệt đối không phản kháng, mà mặc cho những sát ý kia bao quanh hắn, chỉ là những sát ý kia vừa quấn lấy hắn, tất cả tự động rời ra, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Chút sát ý như vậy mà dám ở múa rìu qua mắt thợ ngay trước mặt ta, đúng là buồn cười. Dương Diệp cười lạnh và đánh ra một quyền.
Những sát ý lập tức tiêu tan. Mặc dù hắn không lĩnh ngộ sát ý, nhưng cũng giết qua không ít người. Sát khí trên người hắn còn mạnh hơn sát ý của Liễu Sát rất nhiều. Khác biệt duy nhất là sát khí của hắn không có cách nào bắn ra ngoài cơ thể để đối phó với kẻ địch giống như Liễu Sát. Ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy được? Liễu Sát kinh hãi nhìn Dương Diệp, chỉ có hai loại khả năng khiến sát ý không có hiệu quả, một là thực lực đối phương vượt xa hắn, hai là đối phương giết người còn nhiều hơn hắn. Nam tử bên cạnh Diệp Ngọc cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể miễn dịch với sát ý của Liễu Sát. Ông trời, lẽ nào người hắn giết còn nhiều hơn Liễu Sát hơn? Mà lúc này Diệp Chiến cùng Diệp Ngọc cũng rất kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bởi vì nếu như Dương Diệp thật sự là đệ tử của Thanh Đạo Môn, vậy chẳng phải bọn họ sẽ giống như lời Dương Diệp nói, cấu kết với người giả mạo đệ tử Thanh Đạo Môn, đối đầu với Thanh Đạo Môn sao? Nghĩ đến đây, hai người lại toát mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Liễu Sát trầm mặt nói. Lần này, hắn không lựa chọn động thủ nữa. Bởi vì người trước mắt này không chỉ có thân phận thần bí, ngay cả thực lực cũng rất thần bí. Ta dĩ nhiên chính là người của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp lạnh lùng nói. Không có khả năng. Liễu Sát trầm giọng nói. Ta đã hỏi qua trong nhân môn của chúng ta cũng không có người nào đi tới Thiên Phong Thành này, cũng không có ai gọi là Dương Diệp cả. Trong nhân môn. Dương Diệp bật cười, nói. Ta có nói với ngươi, ta là người trong nhân môn sao? Ngươi. Liễu Sát kinh hãi tới mức hai mắt mở to nói. Ngươi, ngươi là người của địa môn à? Thanh Đạo Môn có ba môn, theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn. Trong đó thiên môn mạnh nhất, tất cả đều là cường giả bán thánh. Tiếp đến tất nhiên là địa môn, ít nhất đều là cảnh giới hoàng giả, cuối cùng là nhân môn. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Liễu Sát thật sự có chút khủng hoảng. Bởi vì nếu như Dương Diệp thật sự là người của địa môn, vậy đừng nói là hắn, cho dù 10 người như hắn cũng chỉ có thể chết. Phải biết rằng, thực lực của người trong ba môn này không có khả năng chỉ đơn thuần luận theo cảnh giới. Ví dụ như Liễu Sát hắn muốn tiến vào địa môn, vậy không chỉ cần đạt được cảnh giới hoàng giả, sát ý của bản thân hắn ít nhất cũng phải đạt được thiên cấp mới có khả năng, mà còn không chắc chắn đâu. Nghe Liễu Sát nói, gương mặt đám người Diệp Chiến đã trắng bệch. Địa môn. Trong lòng Dương Diệp thầm vui mừng, đang lo không biết nên giả vờ tiếp thế nào, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra một lý do tốt như vậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, sau đó chậm rãi đi về phía Liễu Sát và lạnh lùng nói. Người đúng là lớn mật, không ngờ cấu kết với người bên ngoài tới đối phó người Thanh Đạo Môn ta, hôm nay, ta phải thanh lý môn hộ. Người thật sự là người của địa môn à? Liễu Sát bình tĩnh lại, cho dù hắn rất ít khi nhìn thấy người của địa môn, nhưng cũng biết người địa môn ít nhất đều là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa mỗi người đều có năng lực đặc biệt. Dương Diệp trước mắt mới là cảnh giới tôn giả, cho nên hắn có chút nghi ngờ. Dương Diệp không nói nhiều với đối phương, chân phải chợt đạp xuống đất một cái, cả người bắn ra ngoài và lập tức tới trước mặt Liễu Sát, sau đó chân chợt quét về phía Liễu Sát với lực lượng cường đại, trực tiếp làm không gian chấn động vang dội. Nhận thấy được lực lượng cường đại trong chân của Dương Diệp, trong lòng Liễu Sát thầm cả kinh, hắn theo bản năng giơ ngang hai tay lên đỡ. Ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Diệp Chiến, Liễu Sát trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp không truy kích, mà lùi về bên cạnh Vân Câu, bởi vì hắn phát hiện Diệp Chiến có động tĩnh. Nhìn thấy Dương Diệp lui trở về bên cạnh Vân Câu, vẻ mặt Diệp Chiến trầm xuống. Hắn quả thật muốn bắt ở hai nữ tử Phạm gia để áp chế Dương Diệp. Bởi vì trong tình huống bây giờ, hắn căn bản không có cách nào chạy trốn được. Lấy thực lực của Thanh Đạo Môn, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương cũng có thể giết chết hắn. Biện pháp duy nhất để giữ được mạng sống, chính là giết chết Dương Diệp. Về phần cầu xin tha thứ, hắn không ngây thơ như thế. Lấy tình hình giữa Diệp gia cùng Dương Diệp, cầu xin tha thứ chính là tự rước lấy nhục. Dường như biết ý nghĩ của Diệp Chiến, Dương Diệp cười lạnh nói. Sao vậy, ngươi muốn giết ta diệt khẩu à? Diệp Chiến nheo mắt, trầm giọng nói. Ta không biết Diệp gia ta rốt cuộc đắc tội các hạ chỗ nào, khiến các hạ ra tay với Diệp gia ta như vậy. Ta nhìn bọn họ khó chịu. Dương Diệp nói. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Trong mắt Diệp Chiến có phần dữ tợn, nói. Nghe đồn Thanh Đạo Môn hành sự kiêu căng bá đạo, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là lời đồn không phải giả. Dương Diệp cười nói.
Thanh đạo môn ta thích nhìn bộ dạng người khác muốn giết chúng ta lại không thể làm gì được. Khóe miệng Diệp Chiến khẽ giật, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, đột nhiên, hắn nhìn về phía nam tử bên cạnh Diệp Ngọc. Đoạn Thuần, người này không chết, trên đời này nhất định sẽ không còn Diệp gia ta cùng Đoạn Đao Sơn Trang ngươi nữa. Trong mắt nam tử tên là Đoạn Thuần có chút do dự, giết người của Thanh đạo môn, chuyện này có liên quan rất lớn. Do dự một lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương huynh, chẳng biết chuyện này có thể xoay chuyển được không? Dương Diệp không để ý tới Đoạn Thuần, mà nhìn về phía Liễu Sát, nói. Ngươi là đệ tử của Thanh đạo môn, ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Liễu Sát có chút khó coi, lúc này hắn đã tin tưởng Dương Diệp là người địa môn của Thanh đạo môn. Bởi vì cơ thể của Dương Diệp thật sự quá khủng khiếp, hoàn toàn không yếu hơn yêu thú hoàng cấp. Hơn nữa, Dương Diệp hình như còn chưa sử dụng thực lực chân chính. Đương nhiên, hắn vẫn muốn trở về điều tra. Bởi vậy, Liễu Sát nói. Dương Sư Huynh, có lẽ chúng ta có thể. Ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi của đệ tử Thanh đạo môn ta. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời của Liễu Sát, nói. Ngươi là đệ tử của Thanh đạo môn ta không có cách nào giết ngươi, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo lên cao tầng của nhân môn ngươi. Trong lòng Liễu Sát sợ hãi, vội vàng nói. Dương Sư Huynh, ta cùng bọn họ chẳng qua chỉ kết giao sơ qua, sao có thể vì bọn họ mà đối phó với Sư Huynh đệ đồng môn Thanh đạo môn ta chứ? Trước đây là do ta không biết thân phận thật sự của Sư Huynh, bởi vậy đã đắc tội, vẫn mong Sư Huynh thứ lỗi. Thanh đạo môn tàn nhẫn với người bên ngoài, cũng rất tàn nhẫn với người của mình, đặc biệt những đồng môn giết hại lẫn nhau, nghĩ đến hình pháp này. Hắn tình nguyện chết. Muốn ta tha cho ngươi sao? Dương Diệp nói. Vẫn mong sư huynh tha cho sư đệ một lần. Liễu Sát vội vàng nói. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Diệp Chiến, sau đó nói. Biết phải làm sao chứ? Sắc mặt đám người Diệp Chiến biến đổi, Đoạn Thuần vội vàng nói. Liễu huynh, chuyện này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu ta biết lệnh sư huynh là đệ tử của Thanh đạo môn, cho dù cho ta mượn 10 lá gan, ta cũng không dám bất kính với hắn đâu, Liễu huynh. Muộn rồi. Liễu Sát hít sâu một hơi, một thanh đoản kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, hắn trực tiếp biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa. Tất nhiên hắn không phải xuất hiện ở trước mặt của Diệp Chiến, mà ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, đoản kiếm phát ra tiếng nổ sắc bén, cắt vào cổ họng của Dương Diệp. Giờ phút này, ngoài dự đoán của mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.